thân mình, ngày ngày chúng lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no. Xóa tan bao tôi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu quỳ dân Việt, quên thân mình ngày ngày chúng lo việc nước. Hoàng Tùng kính chào quý cô dì chú bác và quý anh chị em. Hôm nay Hồng Tông làm hơi trễ, tại Hồng Tông bận công việc. Chúng ta nghe một bài nhạc nữa và chúng ta bắt đầu. Rồi, Hồng Tôn kính chào lại quý cái gì chú bác và quý anh chị em. Hôm nay có vài cái đề tài để Hồng Tôn muốn nói về trong những cái chính sách của chính phủ đó, cộng với đó, nó cũng có liên quan tới vài nhân vật mà đã từng theo chính phủ
rồi họ ly khai, rồi họ sau khi họ ly khai họ làm những gì để nói ngược lại chính phủ này kia, thì tôi muốn phân tích trong những cái sự kiện đó để cho quý vị chú bác và quý anh chị em để hiểu vì sao là những cái vị mà đã từng lãnh những cái trọng nhiệm trong chính phủ mà khi họ rời đi rồi đó thì họ lại không tin vô trong chính phủ, mà họ còn giống như bắt chước, không những không tin còn bắt chước, rồi những người không tin còn triệt hạ. Thì khi mà mình coi những cái video, những cái video trên YouTube là khi mà họ những cái ông như là ông Tôn đưa ra luôn, Nguyễn Hữu Chánh, hôm nay ông Tôn chỉ nói về hai nhân vật thôi, một ông là Nguyễn Hữu Chánh và một ông là Lý Quỳnh Xanh. Ông Tôn muốn đưa những cái lập luận ra cho những hai cái ông đó, để rồi ông Tôn sẽ phân tích ra vì lý do nào mà hai ông đó lại thay đổi một cái lập trường ngược lại như vậy. Bởi vì nói về trong cái lập trường mà lập trường sống của một con người đó, thì hầu như cái lập trường là đúc kết bởi cái giáo dục mà một cái người đó lớn lên trong cái việc mà giáo dục từ trường học, từ xã hội, từ gia đình này kia mới đúc kết ra một cái lập trường sống. Nhưng tại sao những con người này ở bằng đó tuổi rồi, những cái lập trường của họ đó họ thay đổi 180 độ như vậy? Đó nên Hồng Tôn muốn phân tích vì xưa giờ đã không ai trong chính phủ, những đồng nhiệm, những đại biểu trong chính phủ không có thời gian mà để lên là phân tích cho những người này, và cũng không có thời gian mà để đính chính những cái vấn đề mà những người này muốn triệt hạ uy tín của Tổng thống và của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và những người này đó là hầu như là những người mà đánh phá để cho những cái người mà cùng trang lứa tuổi của họ đó, phải không? Cũng đưa ra một cái suy nghĩ là tại sao những người này vô trong chính phủ rồi bây giờ ra chính phủ rồi đánh phá như vậy, thì chính phủ này là như thế nào? Đó, nó cũng đã lung lay những cái lập trường của những vị đó luôn. Bởi vậy khi Hồng Tôn nói, khi mà Hồng Tôn đã tham gia vô chính phủ rồi đó, thì tham gia vô là vì cái lập trường, vì cái lập trường của mình thôi. Mình hiểu được cái chính phủ này là thật. Đó, thì dù đó một cái trong một hình thức nào trong tương lai đi, Hồng Tôn nói ví dụ đó, mà Hồng Tôn không còn tham gia trong chính phủ nữa đó, thì Hoàng Tôn cũng không bao giờ đứng lên làm mấy cái chuyện bại hoại này kia để triệt hạ tổng thống này kia nọ. Vì chính những cái đó, chính những cái mà mình lên đó, nói này nói kia với tổng thống, thì cũng chẳng khác nào là mình tự vả vô mồm mình. Đó, thí dụ như giờ Hoàng Tôn như vậy, mà chẳng lẽ sau này Hoàng Tôn ra vì một lý do nào đó, Hoàng Tôn đứng lên, Hoàng Tôn nói tổng thống này kia kia nọ, chẳng khác nào là Hoàng Tôn tự vả vô mồm mình, phải không? Đó, thì Hồng Tôn giải thích như vậy để cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em luôn, cả đồng bào trong quốc nội hiểu á, cái lập trường của con người á, là đúc kết từ nhiều năm, từ nhỏ tới lớn, trong lớn lên trong cái giáo dục gia đình, rồi giáo dục của nhà trường, rồi sau này là giáo dục của xã hội đó, thì mới đúc kết ra những cái lập trường mà sống như vậy. Thì không thể nào những cái ông này sống ở tới cái đời mà sắp xuân lỗ rồi mà lại thay đổi lập trường này kia nọ tới 180 độ. Thì mình muốn phân tích ra những cái lý do đó nó từ đâu, nên Hồng Tôn muốn chia sẻ vậy với quý cô dì chú bác và quý anh chị em. Nên khi mình chia sẻ, Hồng Tôn muốn cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em coi lại cái một đoạn video đó, rồi Hồng Tôn sẽ phân tích giống như kỳ trước từng khúc một đó. Giờ mình nghe lại từ ông Nguyễn Hữu Chánh trước đi, vì cái ông này đó là như thế nào, rồi Hồng Tôn sẽ giải thích ra ổng là làm gì khi ổng tham gia vô chính phủ, rồi khi ổng ra chính phủ thì ổng làm gì này kia nọ luôn đó, để cho chúng ta được hiểu rõ. Liên quan tới tổ chức ông Đào Minh Quân, vừa qua đã có một cái đại hội và ông ấy đưa ra một số dự án. Muốn hỏi ông lần lượt cái ý kiến của ông về những cái đó, vì ông cũng là một người có kinh nghiệm trong cái vấn đề đấu tranh tương tự như vậy ở đây. Đó là có ba cái dự án chính. Thứ nhất là cái việc cho ra cái hệ thống bầu cử qua mobile phone, qua điện thoại thông minh, đưa ra một cái ứng dụng để mà có thể tải về và bầu cử. Cái dự án thứ hai là ông đưa ra một vụ kiện kiện chính quyền Trung Quốc và chính quyền Việt Nam, đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la
sau đó sẽ tặng cho Hoa Kỳ 15.000 tỷ và tặng cho nhân dân Việt Nam 21.000 tỷ. Dự án thứ ba của ông ấy là sẽ phát hành một loại đồng tiền ảo để mọi người có thể đầu tư vào. Ông lần lượt cho biết ý kiến của ông về những cái dự án đó. Theo ông thì nó như thế nào và có tính khả thi hay không? Có tính tin cậy hay không ở trong cái những cái dự án đó thưa ông? Tôi là người biết anh Đào Quân hơn ai hết. Có lẽ là anh Đào Quân biết tôi mà. Biết rõ lắm. Biết rõ từ tánh tình của anh đây mà. Tôi xin miễn để mà bàn về vấn đề đúng sai, rồi có thực tế hay không thực tế. Tôi chỉ có xin có ý kiến như thế này nè. Mọi việc trên đời này, và nhất là chúng ta đi sống ở một xứ văn minh tiến bộ như thế này, mình tiếp xúc rất là nhiều cơ quan chính quyền của hải ngoại, mà nhất là cơ quan Liên Quốc. Nếu công việc mà mình triển khai mà nó không có thực tế đó, nó không có hiệu quả đó, thì tôi xin khuyên những anh em mà đang làm công việc này, mình cũng đừng có nên tiếp tục, bởi vì những cái đó nó sẽ không đi vào đâu cả. Tôi không phủ nhận là các anh yêu nước, nhưng mà mình cứ mãi mãi tiếp tục như vậy đó thì thấy nó không giống ai cả. Điều quan trọng nhất là tôi sợ nhất là Việt Cộng họ coi thường chúng ta. Hoàng Tôn cho Hoàng Tôn giải thích sơ về cái việc mà ổng biết tổng thống như thế nào, ổng xưng ổng biết tổng thống Đàm Nguyên Quân này kia như thế nào, nên giờ Hoàng Tôn bật mí ra cho quý quý vị chú bác quýnh cho em coi. Và đương nhiên trong nhà chân nhà của chính phủ cũng có những cái vấn đề của ông này hoạt động, là vì ở cái thời điểm mà năm 17 cái trại tị nạn mà Hoàng Tôn thường nói ở trên livestream là tổng thống muốn vô giúp đỡ cho trên 200.000 thuyền nhân mắc lại ở trên 17 cái trại tị nạn ở Đông Nam Á. Thì ở cái thời bây giờ đó thì ông này đó là, mình nói lịch sử của ông này đi, ông này là một cái người kêu là làm Hoàng Tôn nói tiếng Anh đó, nó kêu là handyman, còn tiếng Việt thì Hoàng Tôn không biết. Tiếng Việt có thể là người mà làm việc lặt vặt á. Thế là lặt vặt, ví dụ như là thay bóng đèn, thay bóng điện, hoặc là sửa cái ống nước này, sửa cầu tiêu kia chẳng hạn. Có là một cái người mà được để sai lặt vặt và tháo vát để trong cái việc lặt vặt đó. Luôn cả những việc mà coi luôn cả vườn, làm vườn này kia nọ, những chuyện lặt vặt đó. Thì chính ông này đó là ổng là một người kêu là handyman mà làm cho tổng thống Đào Minh Quân. Thì chính tổng thống Đào Minh Quân á là chủ của ổng, cái kiểu như vậy đó. Thì bởi vậy ổng biết tổng thống là như vậy, nhưng chẳng lẽ khi mà ổng nói ổng biết tổng thống đó, thì tổng thống đứng chính là ồ cái ông này hồi đó ổng làm cho tôi, ổng là handyman này cho tôi này kia nọ sao? Phải, tổng thống, một người tổng thống thì làm sao mà ấy, ổng muốn nói gì đó ổng nói này kia thôi, chứ tổng thống đâu có lên mà cần mà lên phản biện với mấy cái thứ dân như vậy này kia. Nhưng Hoàng Tôn muốn nói ra để cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em coi đó, là ổng đã từng làm cái gì cho tổng thống mà ổng biết tổng thống. Là ổng là một người làm mà kêu đi sai vặt thôi. Rồi sau đó là ổng thấy tạp vụ, đúng rồi, sau đó tổng thống thấy ổng là hoạt bát này kia, lanh lợi này kia đó, rồi mới một hình thức nào đó ổng lại tham gia vô chính phủ, và ổng được tổng thống sai đi làm những cái trọng nhiệm như là qua chính phủ Vanuatu để bàn những cái việc mà nhận người tị nạn này kia nọ đó, cái kiểu giống như vậy. Nên ổng biết những cái đường đi nước bước của chính phủ thời bấy giờ thôi. Thời bấy là cái thời mà cái thời đó là tổng thống còn chưa tìm ra được cái đường cứu nước nữa. Phải không? Tại vì lúc đó tổng thống chưa đi sa mạc, tổng thống còn đang hoạt động cho những đang đấu tranh cộng sản này kia, đang giúp người Việt tị nạn này kia nọ. Ở trong cái thời điểm đó, chỉ là hồi đó là hình như là mới lên nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ thôi. Đó, cái kiểu là như vậy, nên cái ông này ông nói ông biết chính phủ là như vậy đó. Chứ không phải là ông một người bạn bè này kia cái nọ của chính của tổng thống này kia, không phải, ông phải là bạn cũng chẳng phải là bè nữa. Ông chỉ là người làm công, đầu tiên là người làm công trong nhà của, là làm tạp vụ, người handyman ấy, trong nhà của tổng thống, rồi sau đó ông tham gia vô chính phủ. Thì cũng giống như đơn giản thôi, cũng như chúng ta đó,
những người mà trong hiện tại những quý vị mà đồng nhiệm hoặc đại biểu này kia đó, mình đâu có biết là họ làm nghề gì đâu, họ có thể làm bất kể nghề gì, nhưng khi họ vô trong chính phủ thì chính phủ tổng thống đánh giá một cái tầm này kia của họ, thì họ giúp được gì cho chính phủ thì họ giúp đó, thì làm được việc thì tổng thống giao việc cho làm này kia thôi. Nên ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể tham gia vô chính phủ, và tùy theo cái khả năng mà có thể giúp chính phủ trong một hình thức nào đó, thì tổng thống sẽ giao nhiệm vụ, bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc sẽ giao những cái nhiệm vụ cho những vị đó. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Thì ông này đó là ổng không phải là quen tổng thống, mà ổng là chỉ là trước khi vô chính phủ ổng là người làm tạp vụ cho nhà tổng thống, rồi sau đó ổng tham gia vô chính phủ thì ổng cũng là dưới quyền chỉ đạo của tổng thống, và tổng thống sai ông đi làm những cái công việc mà chính phủ cần làm để giúp cho đồng bào này kia thôi. Đó, ông Tôn giải thích như vậy để cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em á hiểu được luôn á cái con người này như thế nào, mà khi ông ra mà ông nói cái kiểu như vậy. Rồi sắp tới ông Tôn sẽ giải thích những cái vấn đề mà ông nói tiếp. Họ khinh bỉ chúng ta đó, họ nói là chúng ta không có giống con giáp nào hết, giống như một cái thùng cải lương ở ngoài này như vậy, rồi vẽ vờ lung tung đó. Thì cái đó là cái ô nhục mà chúng tôi là những người cùng với họ là một thân phận tị nạn. Không, giống như ông nói đó, ổng á, giống như ổng chụp cho chính phủ là một cái vở tuồng, một cái vở kịch này kia kia nọ, để lên đấu tranh, để làm cho những người mà Hoa Kỳ, những người Tây Phương này kia họ nhìn vô, họ cười mình này kia kia nọ. Trong khi đó đó, không, trong cái này nè, là ổng đang làm một cái giống như là bắt chước chính phủ, mà cũng chẳng ra gì hết á, nó chẳng đi tới đâu hết á, không, có nghĩa là ổng đã tự vả vô mặt ổng, tát vô miệng ổng là ăn tục mà nói phét rồi đó, nó bậy đó, phải không? Có là ổng tự, cái việc này ổng tự vả vô miệng ổng rồi, trong khi á, chính phủ ở cái thời điểm này, cái thời mà ổng còn làm cho chính phủ này kia, ổng đều biết những cái vấn đề của chính phủ làm này kia, ổng mới tham gia và ổng nhận những cái trọng nhiệm mà Hoàng Tôn cho là có thể là quan trọng, là vì ổng đã được tổng thống cử đi một cái nước để ban giao, để ngoại giao này kia kia nọ, phải không? Đó, nên ổng hiểu được cái trách nhiệm ổng làm. Nhưng tại sao sau mấy chục năm ổng tách ra, phải không? Ổng đi làm mấy cái chuyện đồi bại, rồi ổng bị bỏ tù, bị kia này kia nọ, rồi chính phủ Mỹ phải giải tán luôn cái chính phủ của ổng luôn. Có nghĩa là những cái chính phủ nào mà chính phủ Mỹ coi là một cái tầm mà có thể ảnh hưởng tới chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là chính phủ Mỹ họ đưa vô, họ giải tán liền, họ cho ổng đi tù luôn đó. Nên cái việc mà giải tán cái chính phủ của ổng là vì ổng là từ nằm ở trong chính phủ đi ra, và những cái việc mà chính phủ làm ổng đều biết, ổng đều nắm. Đó là lý do tại sao phải giải tán luôn cả cái chính phủ của ổng luôn. Đó là như vậy. Nên khi ổng bị giải tán rồi, ổng không còn làm được gì đó, ổng mới lập ra cái hội này hội kia. Những cái hội này là hội gì? Toàn là những cái hội khuyên góp tiền hết, đấu tranh bằng khuyên góp tiền hết. Phải không? Thì khi mà đấu tranh bằng khuyên góp tiền thì cũng chẳng khác nào những ba cái hội đoàn này kia nọ trong mấy chục năm nay cũng là toàn kêu khuyên góp tiền này kia nọ hết, chứ làm được cái gì đó. Mà cuối cùng rồi, quý cô dì chú bác và quý anh chị em và đồng bào trong nước á, hãy coi cái lập trường của ông này. Ông qua bên Mỹ á, không, khi thời mà tổng thống vừa đi làm đấu tranh này kia, vừa khoa học, vừa phải học lại đại học, để học khoa học, college, để học khoa học để lấy bằng này kia, rồi sáng minh cái này sáng minh cái kia, rồi mà sáng lập công ty, rồi thành triệu phú này kia. Trong khi ông làm gì? Ông chỉ là con người làm tạp vụ. Bởi vậy nhiều khi mình không hiểu những cái lập trường của những con người này, họ nghĩ đó, họ có thể là muốn đưa ra mà để so sánh, giống như là họ cũng đấu tranh, cũng này cũng kia, cũng giống như vậy. Nhưng thực sự ra mấy thằng cha này, thử hỏi ổng hy sinh một cái ngày nào, ổng có hy sinh một cái ngày nào cho đồng bào trong nước chưa? Ổng mấy chục năm nay ổng nói ổng đấu tranh, ổng làm được một cái lợi gì cho đồng bào trong nước chưa? Chưa bao giờ có. Hoàng Tôn nhận định được là mấy chục năm nay những con người này chưa đóng góp một cái đồng xu nào cho đồng bào trong nước, mà còn phải vơ vét tiền của những người Việt tị nạn hải ngoại, mà giống như là nhẹ dạ này kia phải đóng góp cho trong những cái công cuộc của mấy ông này. Đó. Có bây giờ ông ăn tiền thiên hạ nhưng mà chẳng giúp gì được cho thiên hạ, còn bóc phét nữa. Chị sống trên cái thủ đô tị nạn này, điều đó là điều mà chúng tôi cảm thấy lo nhất và rất là xấu hổ chung. Cho nên tất cả mọi dự án ai cũng có quyền để mà mơ ước hết. Nếu mà kêu là xấu hổ chung á, ông kêu ông nói cái chữ mà xấu hổ chung á, còn tôi không thấy chẳng có gì xấu hổ ở đây đó.
Mình là một người Việt tị nạn, phải không? Tị nạn cộng sản. Mình chạy ra nước ngoài này kia, mình đấu tranh cho dân tộc của mình ở trong nước này kia nọ, phải không? Chứ mình đâu có xè tay ra mình xin tiền ai, mình làm một cái gì mà giống như là mình có thể người ta nhìn vô mình á, để cho người ta mình có một cái cảm giác là mình đi xin ăn hay là mình này mình kia đâu, đâu có đâu. Có mình đi tị nạn, nhưng mình qua đây mình cũng gì, cũng học này kia rồi cũng đi làm rồi cũng đóng thuế lại cho chính phủ mà sở tại để nuôi mình này kia, mình cũng đóng góp cho những cái việc mà khoa học này kia, nên mình chẳng có cái gì mà mình kêu mình mắc cỡ này kia đây đó. Nhưng mà tại sao những con người này là họ phải nói họ là mắc cỡ này kia? Vì họ trong cái thâm tâm họ, họ đã cảm giác, họ đã mang cái nhục, cái kêu là hèn rồi, rồi cảm thấy là nhục nhã này kia, nhưng họ lại chụp cho người khác một cái mũ như vậy. Nhưng thâm tâm họ đó, giống như thằng Tôn nói khi mà giải thích tới đây rồi á, quý cô dì chú bác và quý anh chị em á, có coi ông này á là ông đã tự cảm thấy ông nhục nhã không? Đó, thằng Tôn thấy vậy, ông đã cảm giác cái việc nhục nhã đó ở trong ông, nhưng ông vẫn phải phun ra, cũng như ông gặm cức mà ông phun ra người gì đó, phải không? Cái cảm giác tội lỗi đó là ổng tự làm này kia nọ, mà ổng tự phun ra cho người ta luôn. Đó, mình coi những cái hành động của ổng làm có phải là nhục nhã không? Quá nhục nhã, quá đồi bại đi chứ. Kể cả là một cái giải pháp chính trị, mô thức đấu tranh bằng chính phủ, không có gì là sai cả. Không có gì là sai cả. Nhưng mà mình coi nó có thực tế không? Nó có thực tế không và nó có đưa đến thành công hay không? Đó. Nếu... ổng cũng cảm nhận là có một chính phủ đấu tranh là không có gì sai cả, mà coi có việc thực tế không? Có gì đâu mà Hoàng Tôn nghĩ không có thực tế. Mình không có chính phủ, ai ban giao với mình mà không thực tế? Mình không có chính phủ, chẳng có nước nào ban giao với mình hết. Mình không có chính phủ chính là mình đang là người tị nạn, một người con dân mà họ cưu mang cái chính phủ đó, sở tại đó, họ cưu mang mình thôi. Mình chẳng làm được cái gì hết. Mình có thể đấu tranh với nhân quyền thì mình có thể đấu tranh cho nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, cho dân Tàu, cho dân Hồng Kông đó bây giờ đó. Phong như mấy cái thằng mà nhạc sĩ Trúc Hồ này kia đó, viết cái, mấy cái nhạc đấu tranh cho dân Hồng Kông này kia đó, cũng vậy thôi, có khác gì đâu. Vì sao? Vì họ là cái con dân của Hoa Kỳ, họ muốn lên đấu tranh mà nhân quyền cho bất kể nước nào trên thế giới họ muốn, phải không? Nhưng mà để nói tới giải quyết trong cái vấn đề mà Việt Nam á, là chắc chắn là phải có một chính phủ, mà một chính phủ phải đứng ra, phải có đường lối này kia nọ, thì Hoa Kỳ và đồng minh này kia mới song hành với mình. Hoa Kỳ, nhất là Hoa Kỳ, nó song hành với mình. Đó là cái đường lối đấu tranh chính đáng, rõ ràng đàng hoàng, chứ không có mập mờ, phải không? Rất, ông Tôn thấy rất là rõ ràng, chẳng có cái gì ở đây mà kêu là nói là như ông này nói đó. Không thành công, chúng ta cứ theo đuổi theo cái mộng, cái mộng ước, mà cái mộng ước nó không bao giờ đến được hết. Đó, thấy không? Giờ ông nói là cái mộng ước nó không bao giờ đến. Ủa, mấy chục năm qua đó, có phải người Việt mình đó là đấu tranh, phải không? Đấu tranh trong mấy chục năm qua mà cần một cái giải pháp là tự do dân chủ, phải không? Tự do dân chủ. Và tới cái thời điểm này, có phải cái trưng cầu dân ý mà mấy chục năm nay tổng thống đấu tranh cho dân tộc Việt Nam và đã đạt được cái trưng cầu dân ý đó, đưa tới tận tay người dân cho cái việc mà dân chủ không? Bây giờ mình không có dân chủ thì sao nè, mình là có cái trưng cầu dân ý. Cộng sản nó đâu có muốn đưa cái trưng cầu dân ý đó ra đâu. Phong, đó là cái bước đầu tiên của dân chủ, là hỏi mình muốn dân chủ không, muốn tự do không, muốn thì trưng cầu dân ý. Cái đó có gì sai? Cái đó là không phải là kết quả. Cái đó là phải là kết quả mỹ mãn luôn á. Vì cái trưng cầu dân ý này á, nó hóa giải luôn cái điều 4 hiến pháp là cấm đa nguyên đa đảng của cái đảng Cộng sản Việt Nam. Thì khi cái trưng cầu dân ý nó ra là nó hóa giải luôn cái điều 4 hiến pháp của Cộng sản. Bởi vậy Cộng sản nó rất là sợ, nhưng mà nó phải đưa ra vì nó đã bị Mỹ đè đầu này kia. Vậy những cái đấu tranh mấy chục năm nay tổng thống đưa ra cái kết quả như vậy mà tại sao phải phủ nhận? Mà nếu là không có kết quả, có phải là mấy cái ông này tới tận mà già mà sắp xuống lỗ rồi mà cái não nó không, nó còn chưa có hiểu được cái tình thế chính trị hiện nay đâu? Vậy mấy người này mà kêu đấu tranh cái đường lối của họ tới tận bây giờ luôn là cái trưng cầu dân ý là một cái bước tiến đầu tiên for dân chủ hóa, phong cho tự do cho dân chủ hóa. Cái đó là một cái kết quả mà đã đấu tranh từ miền Bắc tới miền Nam, là từ miền Bắc gần 70 mấy 80 năm tới miền Nam là 44 năm rồi. Có phải là cái kết quả đó là kết quả đầu tiên mà đã đạt được không, mà mấy ông này lại phủ nhận trong vấn đề đó? Thì phiền lòng cho đồng bào lắm, và nhất là những người mà
cùng cảnh ngộ như chúng tôi và các anh em hiện giờ và bà con chúng ta đang sống đây, xấu hổ chứ. Cộng sản ở trong nước hả? Họ sẽ nói là một cái đám... Không, đúng là ông này ông xấu hổ là đúng, mà những cái gì mà ông làm là mấy cái mặt của ông là nếu là có như là không có đất nào mà chui đó, nói thiệt. Những cái ông này mà gặp Hoàng Tôn mà đứng đây mà bẻ ổng, ổng có đất nào mà chui á, ổng là cái thằng mà cái dạng mà những cái thành phần này nè, Hoàng Tôn đánh giá là nó là những cái thành phần y chang những cái thành phần cộng sản, phải không? Có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ nhìn vô mấy cái thành phần này, Hoa Kỳ sẽ nói: "Mẹ bà mày, mày có một cái chính phủ mà tao ban giao với chính phủ mày mấy chục năm nay này kia nọ rồi. Phong, mày không dựa trên cái đó để mày đấu tranh cho dân tộc mày, mày chia năm đàn xé ná, mày chia tan nát này kia ra, mày đi đứng mày làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu này kia ở trong đó." Phong, có là chính phủ họ nhìn vô những cái thành phần này, họ đánh giá những cái thành phần này chẳng có não, chẳng có đầu óc, thì đương nhiên là ông phải thấy nhục rồi. Phong, còn mình có một cái chính phủ đường đường chính chính này kia, trong khi là khi Hoa Kỳ họ song hành cùng với mình, có nghĩa là họ không coi mình là giống như là tựa vô họ. Họ không có coi mình là tựa vô họ. Giống như hồi xưa họ song hành với mình là họ đặt mình ngang hàng với họ để làm việc. Cái nghĩa song hành đó là như vậy. Vì quyền lợi của nhau, có nghĩa là họ giúp mình là vì quyền lợi của họ đó. Còn mình làm việc với họ là cũng là vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước này kia nọ thôi. Đó, cái nghĩa đó là song hành là như vậy. Chứ họ không phải là họ ngồi trước hoặc ngồi trên mình này kia nọ. Tổng thống đã đấu tranh mà để đạt được cái kết quả đó, đâu phải là chuyện dễ đâu, đâu phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được này kia đâu. Còn những cái thành phần này, Hoàng Tôn thì chưa nhúng vô tay nghề nên chẳng biết ổng là cái thằng mà tập vụ mà nó giỏi cỡ nào đó. Nhưng mà qua những cái chuyện mà ông này làm, Hoàng Tôn biết cái con người mà lấu cá như vậy đó, thì thế gian này chứ cũng phải nhiều đó. Cái dạng này cũng phải đếm trên đầu ngón tay, nhìn cái mặt là thấy như cái thằng giang hùng này. Không ra gì cả. Thì trong đó có chúng tôi mà, có các anh em mà. Vậy thì tất cả mọi dự án, họ là những người có hiểu biết. Tôi không dám khuyên họ, hiểu nè. Họ đã làm được những việc to lớn như vậy rồi thì hãy nên chừng mực và suy nghĩ cho kỹ để trước khi mình quyết tâm. Còn tôi thì hiểu nhiều lắm, và các anh cũng hiểu tôi nhiều lắm, chứ không có xa lạ gì cả. Tôi chỉ đưa cái... Đương nhiên, ổng làm sao mà hiểu được Tổng thống. Ổng mà xách cái váy quần còn không kịp nữa, ổng làm gì mà ổng hiểu. Tới tận bây giờ đó, là Tổng thống đấu tranh mấy chục năm qua, mà tới tận bây giờ Phong đã đạt được những cái bước tiến là kêu là không thể tưởng tượng được luôn, Phong. Mà ổng còn chưa nhìn ra, mà ổng kêu ổng là người đấu tranh. Đấu con mẹ gì ở đây? Người Việt Nam đấu tranh bao nhiêu năm nay là kêu gọi là nào là đa nguyên đa đảng, nào là đấu tranh với dân chủ này kia cái nọ. Bây giờ cái kết quả mà Tổng thống đã song hành cùng Hoa Kỳ để đưa được luôn cái trưng cầu dân ý, mà đè đầu cái thằng đảng Cộng sản Việt Nam để đưa ra cái định luật trưng cầu dân ý đó tới tận cho người dân này kia nọ luôn, Phong. Mà ông chưa hiểu ra, ông chưa biết. Cái đó là cái gì? Đó là cái bước đầu tiên của dân chủ. Mà dân tộc Việt Nam không chịu muốn dân chủ thì sao? Thì phải chịu thôi chứ làm sao? Thì chờ chiến tranh nổ ra. Bây giờ cái vấn đề là cái thế quốc dân, cái thế quốc tế đã xong rồi, như Hoàng Tôn đã nói. Thế quốc tế xong là mình đã thấy những cái chiến tranh giữa Trung Mỹ nó leo thang như thế nào. Mỹ và đồng minh đem quân sự vô Việt Nam để chuẩn bị cho một cuộc chiến như thế nào, là mình biết là cái thế quốc tế đã xong rồi, phải không? Bây giờ còn là cái thế quốc dân. Đó, tới tận bây giờ đồng bào có thấy này kia, nếu mà theo dõi những cái thông tin, tại sao bây giờ hả, là bên Anh, là luật pháp Anh này kia ra, đưa thằng Tàu nó ra trên tòa án Anh này kia nọ, đưa những cái việc mà nó diệt chủng trong pháp Luân Công, diệt chủng cho những người mà Duy Ngô Nhĩ này kia nọ ra như thế nào, rồi những người mà Tây Tạng này kia ra như thế nào, phải không? Cái việc đó là cái việc, cái tiến trình để đá cái thằng Tàu ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Rồi á, Hoàng Tôn nói như vậy đó, rồi quý cô dì chú bác sẽ coi những cái ngày tháng tới sẽ xảy ra có đúng như Hoàng Tôn nói không, phải không? Còn những cái ông này á, ông chẳng hiểu khỉ khô vậy đó. Cái vấn đề mà cái thế quốc tế nó đã đạt rồi, đã đạt mỹ mãn luôn rồi. Bây giờ mình chỉ chờ cái tiến trình nó đi từng bước tới để nó đá cái thằng Tàu ra thôi. Còn cái thế quốc dân á, là cái trưng cầu dân ý, là một cái bước đầu tiên của tự do dân chủ.
Bây giờ đó, đã đấu tranh mấy chục năm nay, người miền Bắc đã 70 mấy 80 năm, người miền Nam đã 44 năm rồi, phải không? Bây giờ nó có cái trưng cầu dân ý, mà nó tiện hơn hết là tổng thống và những kỹ sư mà điện toán ở trong trong chính phủ đã lập ra cái trưng cầu ý đó online cho đồng bào luôn. Mà online là chính phủ Mỹ chấp nhận những cái này luôn, phải không? Chấp nhận những cái hình thức mà trưng cầu dân ý như vậy luôn. Vì sao? Vì họ nhìn vô trong cái hiện tại của nền chính trị Việt Nam á, không có những cái này á, người dân á, làm gì có cái chuyện mà trưng cầu dân ý được. Thấy cái tụi cộng sản mà ở Việt Nam mà nó đè đầu, nó cởi cổ người dân này kia không? Mình ra cái trình online này kia rồi, nó còn bắt bớ, nó còn tìm đủ mọi hình thức. Nó tưởng là những cái việc nó làm á, là Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ không biết sao? Họ nắm rõ như lòng bàn tay luôn. Mình nói cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em và đồng bào trong quốc nội biết là như vậy. Đó. Bởi vậy á, những đây là những cái mà đột phá của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, của tổng thống và những vị kỹ sư điện toán trong chính phủ để lập ra một cái trang trưng cầu dân ý vậy, rất là an toàn đem cho người dân. Đó. Chưa bao giờ có cái chuyện mà người dân trưng cầu dân ý online trực tiếp này kia mà bị lộ tin này kia nọ, không có cái chuyện đó. Có một thời lộ tin là cái thằng mắc dạy Quỳnh Thanh Hoàng nó vô rồi, ai mà tin nó này kia mới đưa qua những cái đó cho nó trưng cầu dân ý, mà nó lấy cái hồ sơ đó nó bán ra ngoài này kia thôi. Bởi vậy á, cái việc của thằng Huỳnh Thanh Hoàng vấn đề đó nó chưa có đi đâu đâu. Vì một khi chính phủ về đó, khi chính phủ nắm quyền đó, chính phủ sẽ đứng lên trên truyền thông kêu gọi hết tất cả ai, phải không, mà trưng cầu dân ý, mà gửi danh sách cho thằng Huỳnh Thanh Hoàng, mà lập một cái hồ sơ bảo đảm nắm cổ nó về Việt Nam, phải không? Chắc là chắc chắn luôn, khỏi chạy đâu đó. Bởi vậy nó chuyện đâu nó còn có đó, nó không có mất đi đâu được hết đó, phải không? Nên cứ từ từ, rồi cháo nó cũng nhừ thôi. Còn mấy ông này cũng vậy, từ từ đó, rồi mấy ông này á, sẽ lộ giống như là cái mặt chó ra mà phải chết tha hương. Có nghĩa là chết tha hương là ta, vì sao? Vì ổng mà về Việt Nam á, là phải đưa vô cái tội mà ly gián á, không, Hoàng Tôn á, cho trong cái việc mà trong chiến tranh chính trị đó, cái tội gián điệp là một cái tội hình sự rất là lớn, tội mà phản quốc là lớn. Trong cái tội mà gián điệp đó là nội gián và những cái chính sách phản gián và ly gián. Những cái tội đó là tội trọng hình, tù là hết kiếp hoặc là xử bắn luôn. Nên mấy cái ông này là ông mang tội gì? Tội ly gián, mà không biết là ông làm cái ly gián này đó là cho Cộng sản Việt Nam hay là cho Cộng sản Tàu, mình không biết được. Nhưng những cái gì mà ông đang làm là ông đang làm ly gián. Ông muốn dẫn dắt dân tộc Việt Nam, đồng bào Việt Nam từ hải ngoại lên quốc nội này kia, đánh phá vô chính phủ bằng cái tư tưởng, bằng cái tâm lý, phải không? Tại ly gián là gì? Dùng bằng tâm lý chiến, chiến thuật về tâm lý đó. Nên ông này ông phạm, những cái người này là phạm vô cái tội ly gián đó. Nên Hồng Tôn nói như vậy để cho chúng ta phải nhìn nhận lại những cái con người này, họ đang làm cái gì trong chính phủ, và triệt hạ những cái uy tín của chính phủ. Nhưng đó là những cái gì ông này nói thôi, phải không? Cái tiến trình đó, đi tới đâu thì đồng bào đã thấy, nó mở ra đó. Một cái bước tiến tới đâu là đồng bào sẽ thấy những cái bước tiến tới đó. Nên những cái thành phần này nói chẳng là gì hết. Nhưng Hoàng Tôn muốn lên đây, Hoàng Tôn phân tích cho những cái gì ông này nói, là tại vì Hoàng Tôn thấy xưa giờ đó chưa có ai trong chính phủ mà đứng lên để phân tích những cái chuyện mà khốn nạn có nói không, không nói có của mấy thằng cha này, và nói luôn mấy cái tiểu sử của mấy thằng này như thế nào. Rồi sau đó Hoàng Tôn sẽ phản biện qua những cái gì mà ông nói trong cái thằng đầu chọc kia nó hỏi đó, trong ba cái việc là trưng cầu dân ý và kiện 38.000 tỷ với cái vụ mà Bitcoin đó. Hoàng Tôn sẽ giải thích thêm cho đồng bào trong nước hiểu. Thời phiên đó mà thôi. Và tôi tin chắc rằng một ngày nào đó rồi đồng bào và bà con cũng sẽ hiểu thôi. Bây giờ mình không có luận là ai đúng ai sai và ai thành công hay thất bại. Bởi vì ngay cả chúng tôi cũng chưa có thành công. Cuộc đấu tranh này vẫn còn tiếp tục, máu cũng phải đổ, bởi vì tự do phải trả một cái giá, không thể nào trời cho không biếu không được hết. Do vậy cho nên câu trả lời của tôi đó, là mấy thằng cha này phải không? Mấy thằng cha này chỉ là muốn dân tộc Việt Nam đứng lên đổ máu, không đứng lên mà chết chóc này kia để làm gì? Để dùng cái máu của dân tộc Việt Nam á, vô trong để rửa của mấy thằng nó, phải không? Để rồi mấy thằng nó lên là giành quyền lực này kia cái nọ đó, đúng không? Để tay đấu tranh là sẽ bị nội loạn, phải không? Nội loạn thì tất cả là đầu đảng phái này kia, không biết bao nhiêu đảng phái trong đó, từ Việt Nam, từ trong quốc nội ra hải ngoại, không biết bao nhiêu đảng phái. Vậy người dân biết theo đảng phái nào? Không phải là một cái đất nước đó, nó sẵn loạn à? Loạn là bắt đầu là dẹp loạn thì phải chết.
phải không? Chợ chính phủ phải đi dẹp loạn thì phải chết nữa, phải không? Nên cái những cái đấu tranh của mấy thằng cha này là cái đấu tranh không có não, toàn là muốn dân tộc Việt Nam đứng lên phải chết thôi. Đương nhiên á, nếu không có chính phủ thì mà bị mà cai trị khốc liệt quá thì cũng có những cái cuộc cách mạng nó sẽ nổi ra thôi, phải không? Nếu không có chính phủ. Nhưng bây giờ mình có một chính phủ đại diện cho người dân, và chính phủ không muốn người dân phải đổ máu. Nếu mà chính phủ muốn cái người dân đổ máu đó thì cái thế quốc tế đó đã cho ăn bom ăn đạn rồi. Nhưng mà tổng thống còn muốn dùng cái thế quốc dân, muốn tự dân Việt Nam, phải không? Đứng lên bầu này kia để cho mình đạt được cái 5 triệu phiếu, đạt 5 triệu phiếu là sẽ giải quyết cái bài toán này liền. Bởi vậy mấy cái thằng cha này á, nó trưng cầu dân ý nó có mất cái gì? Nó có mất đồng xu nào? Đâu có đâu. Nếu mà nó không tin tưởng vô cái đó, tại sao nó không trưng cầu dân ý để coi đạt được 5 triệu phiếu, coi chính phủ làm được gì? Nhưng mà nó nói cái miệng thôi, nhưng nó không có làm. Đó, nếu mà nó thách thức á, thì nó nên làm, nó là người lên làm đầu tiên luôn. Để coi đạt được cái 5 triệu phiếu này, rồi chính phủ làm được cái gì? Lúc đó nó lên, nó nói cũng chẳng muộn, phải không? Còn cái này á, nó không cho một cái phiếu nào hết luôn. Mà nó còn lên, nó hô hào, nó triệt hạ uy tín, nó phá. Còn nó cố tình, nó phá phiếu, nó phá. Nó dắt đồng bào đi vòng vòng để không đạt được cái 5 triệu phiếu đó. Không? Rồi nó không đạt được 5 triệu phiếu thì ăn bom. Rồi lúc đó nó nói, đó, thấy chưa? Phải không? Đấu tranh này kia nọ, đó, cái kiểu như vậy. Nhìn là biết cái thằng mấy thằng khốn nạn này nó muốn cái gì ở dân tộc Việt Nam rồi. Nó muốn là đổ máu, muốn độc lập tự do này kia, là muốn phải trả một cái giá là bằng đổ máu đó. Đó. Khuyên bảo mà thôi, xin đề nghị với các anh em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi mình quyết định làm. Và tất cả mọi người, không ai cũng, họ không phải là họ không biết. Ngồi nghe rồi theo dõi rồi suy nghĩ, thấy đau lòng quá, thấy đau lòng quá. Và thấy xấu hổ quá, thưa anh. Tôi là người dám nói lên điều đó. Đúng rồi, mẹ cùng. Cha mày không xấu hổ là phải. Tình cảm của những người tị nạn, chỉ biết đề nghị, và đặc biệt nhất là một con người đã từng trải, dấn thân mấy chục năm nay vào chính trường chính trị. Chứ không phải là tôi là người ở trong bụi nhảy ra. Cho nên mày... kinh nghiệm đó tôi... xin lỗi, còn tôi xin lỗi quý vị vô bác. Nhiều khi mình bức xúc quá, mình nói. Ổng là thằng cha nhảy từ trong bụi ra chứ nhảy đâu ra. Là mấy thằng tập vụ nó nhảy từ trong bụi ra chứ nhảy đâu ra. Đó. Ông tự nói ông mày nhảy từ đâu trong bụi, ông đâu phải chạy trong bụi ra mấy, tại sao? Có thể là tôi cho ông là ông sợ nhục về cái xuất thân của ông, đúng không? Nên tự ông nói là ông đâu phải nhảy từ trong bụi ra, nhưng mà chính ông nhảy từ trong bụi ra chứ ông đâu. Một cái thằng làm tạp vụ thì ông phải nhảy từ trong bụi ra làm gì? Phải không? Mà một người tạp vụ đó, Hoàng Tôn không có chê bai về cái công việc, về này về kia. Tại vì cái công việc á, mình mà không đi lừa gạt ai đó, mình sống, mình chùi cống, mình này, mình kia, miễn là mình không lừa gạt ai, cái công việc đó cũng là công việc chân chính. Vì trên thế gian này nó có rất là nhiều công việc, mà mỗi người có một cái công việc, phải không? Như ở bên này nè, những cái người mà làm trong công việc mà kêu là council mà đi đổ rác này kia, cái lương họ cực kỳ cao, phải không? Cực kỳ cao là vì không ai muốn làm, nên chính phủ trả cho họ cái lương rất là cao. Về cái việc mà đi đổ rác này kia nọ, mà cái công việc đó là công việc sướng, để toàn lái xe truck này kia nọ thôi, chứ họ đâu có cần kéo thùng rác này kia đâu. Xe truck nó có cái đồ gấp cái thùng rác, nó tự đổ này kia nọ luôn, có là họ chỉ ngồi vô trong đó thôi. Nhưng mà cái công việc đó không ai làm này kia nọ thì cũng phải có người làm, thì bây giờ trả giá cao thì cũng có người làm thôi. Thì cái công việc đó, đối với tất cả những cái công việc mà làm lao công lao động rồi chùi vệ sinh này kia, cái những cái công việc đó là công việc chính đáng, công việc chính chánh để làm. Hoàng Tôn không có bác bỏ những vấn đề đó, không có khinh rẻ này kia nọ. Như Hoàng Tôn nói đó, một cái con người, một người đó mà đi quét rác ngoài đường, phải không? Mà Hoàng Tôn còn tôn trọng hơn, mà cái thằng bác sĩ mà Hoàng Tôn biết những cái thằng đó nó lợi dụng cái chức quyền bác sĩ này kia của nó mà đi làm chuyện bậy. Nó đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là có ăn học này kia, ăn mặc này kia cho đẹp này kia nọ vô rồi đi gạt người ta sống. Nhất là mấy cái thằng luật sư ở bên này, là mấy thằng ông có nổi là chuyên đi gạt người ta sống. Đó, kiểu như vậy. Vì mấy cái thằng luật sư ở Việt Nam mà ở bên đây nè, cái kiểu mà nửa vời á, thằng Tôn cho cái luật sư đó luật sư nửa vời, đó là luật sư mà những cái người luật sư mà người Việt này kia đó mà người ta lớn lên từ nhỏ tới lớn ở đây á, là cộng đồng, có là họ làm là không, họ không có chú trọng vô cộng đồng Việt Nam. Còn những cái người mà luật sư mà chú trọng vô cộng đồng Việt Nam á,
là những người đó về anh văn này kia, có là họ học mà để đậu thôi. Không, ở bên này nè, pass 50% cũng là đậu. Ra bậc luật sư mà có nhiều khi mình phải coi lại cái điểm của những người đó nữa. Không, chứ không phải là luật sư nào ra là ông đó là luật sư này kia đó, nó không có. Đó, chỉ cần đậu thôi là cũng ra luật sư này kia nọ rồi. Đó, mà những người đó ra này kia thì làm gì? Không làm được cho cộng đồng Tây này kia thì làm cho cộng đồng Việt. Mà làm cho cộng đồng Việt thì người Việt mà khi mà tới nhờ luật sư toàn là cô quý cô dì chú bác là cao tuổi này kia, tiếng Anh tiếng ngu cũng chẳng biết. Mà mấy thằng cha đó là chuyên là vẽ vời. Không, có vẻ vời mới có ăn tiền. Ông Tôn nói như vậy thì tất cả những cô dì chú bác mà sống ở hải ngoại này kia, không, làm khi mà gặp tới luật sư là hiểu vấn đề ông Tôn nói liền. Đó. Bởi vậy á, những cái ông này ông Tôn không có chê trách về cái công việc ông làm. Nhưng cái chuyện mà ông nói ông nhảy từ, ông không phải là người nhảy gì trong bụi trong ấy ra, có thể là ông coi cái công việc của ông là nhục quá nên ông phải đánh tránh trước, là ông giống như chưa đánh mà tự khai luôn, không? Từ trong bụi nhảy ra luôn. Bởi vậy á, ai mà biết tới cái thanh thế của ổng thì mới biết, còn nếu ai không biết thì đâu biết ổng làm gì đâu, phải không? Đó, thì không phải là ổng nhảy từ trong bụi ra là ổng là gì? Trao lại, gửi lại tình bằng cái tình đồng bào, cái tình của những người đi yêu nước, muốn cứu nước. Do vậy cho nên lời nói của tôi hôm nay có lẽ là lời nói cuối cùng và sẽ không bao giờ có ý kiến nữa. Và tôi nghĩ các anh nghe thì các anh cũng hiểu được lòng tôi muốn như thế nào. Và các anh suy nghĩ lại và chúng ta nên thay đổi cái cách tranh đấu thì mới có kết quả cho ngày mai trở về. Cảm ơn anh. Không, ông nói cái thay đổi cái cách tranh đấu, vậy cái cách tranh đấu của ông ấy mấy chục năm nay y chang nhau với mấy cái hội đoàn này kia, cầm cờ đi vòng vòng đấu tranh này kia, còn là khuyên tiền khuyên góp này kia, thay đổi được cái gì? Chẳng thay đổi được móc xì gì hết. Mà chỉ có một tổng thống từ xưa tới giờ luôn, một đường lối, một sách lược, cứ thế mà đi. Bởi vậy á, tại vì một mục đích của tổng thống đấu tranh là phải giải thể cho được cái đảng Cộng sản Việt Nam. Hả? Nên là chỉ có một đường mà đi thôi, chứ không phải như mấy ông này, nay đây mai khác. Phải không? Ông thay đổi lập trường không biết bao nhiêu lần rồi. Đó, bây giờ đó là xong cái thằng cha nội này. Đó, ông Tôn, nói tới cái vụ mà ông chưa trả lời tại ông biết bài gì đâu về trong cái luật trưng cầu dân ý, phải không? Tại vì thằng Vũ Hoàng Lân á, nó hỏi trong ba cái là cái việc mà trưng cầu dân ý, rồi tới là kiện 36.000 tỷ nhưng bây giờ lên 38.000 tỷ, rồi trong cái Bitcoin. Ok, giờ Hồng Tôn giải thích cái trưng cầu dân ý thì quý cô dì chú bác và quý anh chị em đã biết là mình đang kêu gọi trưng cầu dân ý vì lý do gì rồi. Giờ nói cái 38.000 tỷ cũng rất là dễ. 38.000 tỷ này kiện đó là đây là một cái đòn cuối cùng, kêu là cái đòn cuối cùng này là đòn kêu là hồi mã thương. Không, là đòn mà kêu là Tôn xin lỗi. Cái đòn này á, là đòn kêu lấy giáo tàu đâm chệt. Giáo tàu là ai? Giáo tàu là thằng Hồ Chí Minh. Phải không? Vì nó là người tàu. Đâm chệt là đâm chết cái đảng Cộng sản tàu bằng 38.000 tỷ. Vì sao? Vì thằng Hồ Chí Minh nó đã phạm, và thằng tàu nó phạm vô cái luật công pháp quốc tế và luật pháp quốc tế là đi xâm chiếm và đi chiếm nước, cướp nước và tham gia vô cái dòng chính trị chính của những cái nước khác. Phải không? Thì chứng minh á, bây giờ nó có nói cách mấy cái đảng Cộng sản chối bỏ cách mấy thì dân tộc Việt Nam đều biết là trong cái đảng Cộng sản Việt Nam á, từ những cái thằng mà đang nằm trong quốc hội bây giờ là cha nó là toàn là hầu như là tàu cộng và mẹ nó là Việt cộng hết đấy. Phải không? Và những cái thành phần mà như là bây giờ là Lê Thanh Hải này kia, con cháu Lê Thanh Hải này kia mà tên thật là như thế nào, nguyên quán này kia ở đâu thì chắc bây giờ là cũng đã biết rồi. Tại sao bây giờ đó, thằng tàu á, nó muốn dẫn độ mấy thằng đó về tàu để xử này kia, dẫn tàu, dẫn nó về tàu để nó đừng có khai ra những cái bí mật của những cái thằng tình báo Hoa Nam này kia, nó nằm trong bộ chính trị này kia. Nhưng thực sự ra mấy cái đó là Mỹ, Hoa Kỳ và chính phủ nắm hết danh sách rồi, nó chạy đâu được hết đó. Đó, nên thằng Tôn nói cái 38.000 tỷ đó là cái chiêu cuối cùng là lấy giáo tàu đâm chệt. Bởi vậy ông này ông đâu có biết, ông đâu có hiểu đâu, nên ông đâu có nói được, giải thích được cho bà con biết. Giờ Hồng Tôn nói tới cái Bitcoin đó, là đồng tiền mà gia bảo của chính phủ đó. Bây giờ Hồng Tôn nói như vậy nè, giải thích này, cái việc mà Bitcoin rất là dễ. Tại sao mình phải dùng tới Bitcoin? Tại vì á, bây giờ quý cô dì chú bác và quý anh chị em đi, mình coi nghĩ đi, tất cả tiền bạc, vàng bạc này kia, có phải tất cả những cái gì mình mua trên thế gian này á, là mình phải dùng bằng tiền mình mua? Phải không? Dùng bằng tiền mình mua. Yeah. Mà tiền đó,
bây giờ ở nước ngoài đó, Phong, là hầu như đi ra ngoài trong bóp Hoàng Tôn không có còn tiền mặt, không đem theo tiền mặt nữa, đem theo cái thẻ thôi. Vì sao? Mình mua cái gì mình cũng rẹt thẻ, mua cái gì cũng thẻ, mua cái gì cũng thẻ, đi shop cũng thẻ, máy đồng cũng thẻ, cái gì cũng xài thẻ hết. Đó là khi mà Hoàng Tôn đã gần hơn, không phải hơn một năm nay rồi, trong bóp Hoàng Tôn không có tiền, mà như vợ cũng không cho mình tiền để bỏ vô bóp, nên chỉ cấp cho mình cái thẻ thôi. Không, cái thẻ làm sao dễ kiểm soát. Anh mua cái gì về là cái nhà băng á, nó gửi cái statement mà về nó nhìn vô đó là ngày nào đều mua cái gì, khỏi chạy đâu hết. Phong, khỏi chạy đi đâu hết. Là thứ nhất, là nói về cái tiền bây giờ đó, Phong, mình cầm ở trên tay, nhưng thực sự ra nó không hiệu quả mình cầm bằng cái thẻ. Vì sao? Mình cầm cái thẻ đó, nếu mà tất cả những cái gì mà mình mua, những cái người mà bán đó, mà họ đều có cái đồ quẹt thẻ, thì tại sao mình phải cầm tiền? Phải không? Vì khi xài thẻ rồi đó, là không ai có thể trốn thuế được hết. Một cái lợi điểm, không ai có thể trốn thuế được hết. Phải không? Đó là cái đầu tiên, tại vì khi mình cầm tiền đó, bây giờ quý vị chú bác thử đem cái tờ mà trao tay nhiều nhất á, là những cái đồng tiền nhỏ, là đồng tiền 1.000 Việt Nam đồng, 2.000 Việt Nam đồng, 5.000 Việt Nam đồng, 10.000 Việt Nam đồng, 20.000. Đó, những cái đó là những cái đồng tiền đồng tiền nhỏ. Đồng bào có biết á, là có bao nhiêu loại vi khuẩn nó nằm trên tờ tiền đó không? Đâu có biết đâu, rất là nhiều vi khuẩn. Phải không? Có nghĩa là khi mà mình không cần cầm tờ tiền nữa thì mình đã giống như giải quyết được một cái bài toán lây nhiễm. Phải không? Tại vì khi mà mình như Hoàng Tôn cầm thẻ nè, Hoàng Tôn cái thẻ bây giờ đó là nó không còn phải đút vô trong cái ấy mà bấm số nữa đâu, không cần. Nó có nguyên cái scan code, mình chỉ cần đó mình để lên trên cái máy thôi, cái máy nó kêu beep một cái là xong. Mình không cần quét, không cần bấm, không cần gì hết đó. Mình không cần đụng chạm đến đâu nữa. Là có phải là nói về vệ sinh đó, cái đó là một cái ưu điểm thứ hai không? Thứ nhất, về tham nhũng về này về kia là sẽ không có. Phải không? Thứ hai, về vệ sinh này kia nọ nữa. Cướp giật. Mình có tiền mặt nó sẽ cướp giật, nhưng mình có thẻ chưa chắc gì nó cướp giật được. Vì sao? Vì trong cái thẻ đó có sẽ qua, tùy theo là cái điều hành của cái thẻ đó, nó có thể qua mấy cái loại coin. Hoàng Tôn ví dụ, cái câu thứ nhất á, thí dụ như mình nói là vân tay đi, phong mình scan cái thẻ đó trong cái vân tay, giống như cái máy nó nhìn vân tay mình bấm cái đó. Vân tay thứ nhất có thể là một cái mình trên mình nó có 10 cái vân tay, phong mình chỉ cần bấm vô vân tay thứ nhất là nó activate cái code, là nó kích hoạt cái code, phong mình phải bỏ một cái vân tay thứ hai nó mới kêu là cho mình là đi tới là rút tiền hay này kia nọ. Còn nếu mà mình bỏ sai cái vân tay, cái máy cái đó nó tự khóa luôn. Tại sao những cái vấn đề nó xảy ra? Ví dụ mình bị thằng cướp nó kè ngay cổ đi, mình bỏ cái vân tay đầu tiên vô, phong này kia nọ, mình để sai một cái vân tay, trong 10 cái vân tay nó biết cái vân nào, nhưng mà chỉ cần sai một cái thôi nó lock cái tài khoản. Bây giờ thằng cướp nó có cắt cổ mình, cái tài khoản nó cũng lock, nó chẳng làm gì hết, nó khóa rồi. Chẳng lẽ thằng cướp bây giờ nó biết cái đó khóa rồi, nó đi cắt cổ mình để nó phạm cái tội giết người, hay nó bỏ nó chạy, tại vì cũng cướp không được. Phải không? Nên nó những cái khi mà đã bỏ cái tiền đi rồi đó, thì xài, khi mà xài con số và thẻ này kia đó, nó giảm cái tệ nạn xã hội, nhất là những cái xã hội mà đang phát triển như Việt Nam này kia nọ đó, là nó giảm cái tệ nạn xã hội xuống thấp nhất. Vì sao? Vì bây giờ là không còn tiền mặt nữa để mà đi mà mua xì ke hay là mua cái này mua cái kia. Vì tất cả những cái đó đều kiểm soát qua máy hết. Những người nào mà có quyền mà bán đồ này kia thì mới register là cái máy mà để quét thẻ thôi. Bất kể một cái tiệm nào mở ra, bất kể ai mà bán một cái gì đều có những cái máy quét thẻ đó hết. Phải không? Tạo ra một cái gì? Về cái an ninh xã hội, xì ke ma tí này kia, giải quyết một cái bài toán rất là lớn. Bây giờ mua tiền mặt, mua bằng thẻ, sao không mua được? Phải không? Đó là một cái bài toán. Rồi bắt đầu nói thứ hai, tham nhũng. Khỏi có chuyện tham nhũng. Mình lương bao nhiêu tự nhiên lương mình trong cái nhà băng mình nó nhảy lung tung là kia lên, là tự nhiên cái hệ thống nó kêu tít 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 là có báo động liền. Nên tham nhũng lấy đó cũng chẳng xài được. Nên cái chuyện đó là khi mà cái con người ăn cắp nó biết là nó không ăn cắp được thì nó bỏ cái tư tưởng đó liền.
Không, còn ví dụ mà để sờ sờ ra đó thì mình tạo cho nó có một nhiều cái người tốt đi nữa, mình để cho nó 10 lần, 50 lần, có một lần nữa nó cũng phải dính. Nên cái đó là một cái triệt tiêu luôn cả những cái tư tưởng mà ăn cắp vặt hoặc này kia kia nọ nữa. Thấy không? Đó bây giờ đó, nó ăn cắp vặt này kia cũng không được vì tất cả đều dùng bằng thẻ hết. Thì sao mày được? Thì cái đó là cái vụ mà Bitcoin, cái vụ mà đồng tiền gia bảo. Không? Thí dụ như mình giàu, mình có tiền đi. Mình có tiền thì thay vì mình bỏ vàng, mình mua bằng vàng thì mình mua cái Bitcoin. Cái Bitcoin nó trị giá và cái tiền mà lạm phát nó lên theo cái Bitcoin đó này kia kia nọ. Phải không? Thì bây giờ mình mua cái Bitcoin này kia, ví dụ như 500 đô, thằng Tôm nói ví dụ, thì cũng giống y chang như mình có một thỏi vàng trị giá 500 đô vậy đó. Rồi tương lai cái Bitcoin nó lên thì cái giá trị nó lên. Cái đó có cái gì đâu mà sai ở trong này mà nói là không không có thể ảo tưởng này kia được. Bây giờ là cái thị trường mà Bitcoin á, nó đang đi vô trong 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 thị trường thế giới. Thằng Tôm bảo đảm 50 năm sau đó, toàn thế giới sẽ dùng tới cái loại tiền như vậy. Vì sao? Vì nó rất là thực tế và nó cản trở, nó triệt tiêu hết rất là nhiều trong cái vấn đề mà tệ nạn xã hội. Phải không? Rồi bây giờ tới một cái nữa là in tiền. Một năm biết tốn biết bao nhiêu tiền in tiền. Chính phủ không cần tốn tiền in tiền nữa. Phải không? Chính phủ không cần. Không cần in tiền nữa. Biết bao nhiêu tiền mà hàng năm là phải in tiền này kia nọ. Không nên nói tới cái đồng tiền mà gia bảo mà khi mà tận dụng này kia đó thì nó có trăm lợi mà không có hại. Tại tất cả bây giờ đó là tiền là mình đều bỏ nhà băng hết, nó tính bằng con số trong nhà băng hết, chứ không ai mà đem bây giờ đem mấy chục triệu đô này kia mà cầm ở trên tay đi, chứ cầm trăm đồng đủ xài này kia thôi. Bây giờ cũng không cần nữa, phải không? Bây giờ cũng không cần nữa. Mà nó tới tân tiến tới nỗi đó, ở bên Úc này nó đang thử nghiệm là chiếc nhẫn đó. Thay vì cái card á, mình đeo bằng chiếc nhẫn của mình luôn. Trong đó nó có con chip. Phải không? Đó, nó có con chip này kia của mình. Mình chỉ cần để chiếc nhẫn mình lên scan là xong. Nó tiện tới như vậy luôn á. Mà con nhẫn, cái chiếc nhẫn nó làm bằng ceramic rất là đẹp nha. Chứ không phải là chiếc nhẫn bình thường. Nhìn rất là đẹp. Đó, người ta đang thí nghiệm những cái vấn đề đó. Thì tại sao cái đất nước mình á, khi tổng thống về, khi chính phủ về, mình phải tái thiết đất nước ngay từ đầu luôn. Ngay từ đầu có là cái tất cả là cái hệ thống Việt Nam là đập nát xuống hết, thay lại chứ chẳng giữ được một cái gì đó. Thì có phải mình bắt đầu từ cái đó nó dễ hơn để cho người dân sử dụng này kia nọ không? Phải không? Và cứ mỗi tháng đó, bây giờ ai cũng có internet, ai cũng có này có kia, mỗi tháng là tự cái nhà băng nó gửi cho mình một cái statement ở trong email là trong đó là tháng này mình xài cái gì ra sao mình lên mạng mình check hết, đâu có cần in giấy ra mà để tốn tiền nữa đâu. Không, đâu có cần. Nó gửi email tới là xong. Mình mở máy lên mình coi là xong. Mình mở bằng phone, mình mở bằng bất kể một cái gì bằng điện tử, iPad, iPhone, đó là mình coi được hết. Phải không? Chứ đâu phải là mình cần một cái sổ nào để mà mở ra mình coi này kia nọ đâu. Mình đâu có cần. Những cái đó đó, khi mà chính phủ đưa ra đó, nó có nhiều cái lợi điểm cho cái đất nước của mình lắm. Đó. Mà trước tiên nó sẽ giải quyết rất là nhiều bài toán, luôn cả những bài toán tệ nạn xã hội. Những cái đó, những thằng xì ke này kia nọ bán tiền không có tiền mặt đổi bằng gì. Mày chích tao một cái, tao chích mày lại một cái hả? Không tiền mặt đổi bằng cái gì. Mà coi cái tệ nạn mà, nhất là tệ nạn tham nhũng, nhì tới tệ nạn mà xì ke ma tí này kia, ăn cắp, ăn trộm, cướp này kia đó. Bây giờ cướp bán gì, bán cho ai, không có tiền bán cho ai. Không lấy được tiền, lấy đồ ăn cắp về bán cho ai. Thấy không? Nên thằng Tôm nói đó, những cái lợi điểm đó, mấy cái ông khốn nạn này sao hiểu được? Mấy người này sao hiểu được? Bởi vậy khi mà nó tới nó phỏng vấn chính phủ nói đó, nó nói cũng không sai. Cái 36.000 tỷ đó là tặng cho Hoa Kỳ 20.000 tỷ, phải không? Và Việt Nam Cộng Hòa mình lấy 16.000 tỷ thôi. Vì cái 20.000 tỷ đó là Mỹ đang nợ công của thằng Tàu và đang cầm tiền mặt của thằng Tàu. Nhưng bây giờ mình tăng lên 38.000 tỷ là vì bây giờ Mỹ nợ thằng Tàu đã 22.000 tỷ mấy trăm rồi, phải không? Vì cái đó là Mỹ đã nắm trong tay rồi. Đó, cái đó là cái dấu. Lấy giáo tàu đâm chệt đó.
mà thực sự ra mình đã đâm nó rồi, nhưng nó chưa chết thôi, nó chưa chết. Cái mình đâm cho nó ngắt ngoải, rồi mình xiết nó xuống, mình tới mình đâm chỗ này, mình đâm chỗ kia, mình đâm thấy Mỹ không? Mỗi lần mà Mỹ nó đưa đồng minh của nó là như Anh đó, đưa ra tòa kiện cái này, kiện cái kia, cắt cái này kia, đánh vô chống đòn kinh tế. Có nghĩa là mình đã xích nó xuống rồi, mình lấy cái giáo mình chọt chỗ này, chọt chỗ kia, chọt chỗ nọ. Nhưng cái cuối cùng là lụi nó một cái 36.000 tỷ đó vô tim là nó tan nát luôn, nó chết luôn. Đó là cái chiêu cuối cùng, cái chiêu đó sẽ tới. Mấy cái ông nội này mà hiểu cái gì đâu mà để trả lời được cái đó cho quý cô dì, chú bác và anh chị em nghe. Đó, nó không hiểu gì hết. Bởi vậy trong ba cái câu hỏi đó, phải không? Một người mà bằng cái tuổi đó rồi, mà ba cái câu hỏi đó chẳng trả lời chính vô làm những cái trưng cầu ý nghĩ nó ra sao, cái 36.000 tỷ hay 38.000 tỷ ra sao, cái Bitcoin này kia nó ra sao, nó đâu trả lời được đâu, nó toàn nói chung, và cuối cùng nó rút lui bằng ba cái phán, cái chuyện vu vơ, cái chuyện mà ổng không làm được, mà cái ngàn kiếp ổng cũng chẳng làm được, phải không? Ổng không làm được, đâu phải là người khác không làm được. Đó, Hoàng Tôn giải thích như vậy để cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em coi, để biết được những cái thằng đó, cái não nó đi tới đâu. Đó, bây giờ mình qua tới một cái ông khác. Ông này là Lý Quỳnh Xanh. Ông này có một thời gian đó là làm là về bên mấy người mà đọc thông tin đó, bên truyền thông đó, nó cho chính phủ. Xin mời bác sĩ tiếp tục ạ. Dạ, thưa chị, cảm ơn chị. Thì để kết thúc cái câu hỏi của anh Nguyễn Đình Nam hả chị hả? Dạ. Yeah. Nguyễn Đình Nam. Thì để trả lời cho anh rằng không, tôi không nghĩ rằng chính phủ Mỹ sẽ đưa bất cứ ai mà là mang công dân Mỹ, ai tại nước Mỹ này trở về để lãnh đạo nước Việt Nam. Không, ông nói là thế, ông này ông nói có nghĩa là cái lịch sử, ông này ông không có coi về lịch sử. Chính ổng á, hồi xưa mà lên nói, lúc mà ổng làm truyền thông cho chính phủ, ông nói Hoàng Tôn nghe cũng, ông nói hay, vừa nói hài hước với này với kia, nhưng mà khi ông trả lời vậy chắc quá, ông quên lịch sử là ai đưa tổng thống Ngô Đình Diệm về Việt Nam, thấy không? Cái ông này ông quên, ông mới đâu mà ông quên lịch sử rồi, phải không? Nên Hoàng Tôn nói như vậy để cho chúng ta đã biết vấn đề. Hoàng Tôn không muốn đi nói nhiều, không nói trước tiên nói như vậy, mà ông này ông thừa hiểu luôn, ông thừa hiểu vấn đề đó, nhưng tại sao ông phải đi nói ngược này kia nọ lại, không, nó này là tự giả vô mồm rồi đó. Dạ, mà đó hai lý do nãy tôi đưa đó là đó là bởi vì hai lý do đó đó mà họ sẽ không bao giờ làm. Bởi vì một lần nữa, nước Mỹ là một nước tiên tiến về khoa học, tức là họ rất là logical, họ không thể nào đứng ở giữa trời thì la lên tôi là cường quốc của nước Mỹ, kể từ giờ phút này tới đi tôi nói với quý vị 2 lần 3 là 8. Dạ, yeah. Họ có hùng mạnh cỡ nào, họ có ngang tàn cỡ nào, họ cũng không có thể nào trơ trẽn nói bài toán của nhân 2 lần 3 là 8. Dạ, yeah. Họ đúng, phải đúng rồi. 2 lần 3 là đúng rồi. Cái chuyện 2 là 3 là 8 thì ai mà nói cho được, cái đó đâu có đúng đâu mà nói, phải không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là không phải ông Tổng thống Mỹ đứng lên tuyên bố. Cái nhiệm vụ là chính phủ Mỹ chỉ đưa Tổng thống Việt Nam, đưa Tổng thống Đào Minh Quân về Việt Nam mà thôi. Phải không? Vì sao? Mỹ song hành. Song hành. Nên trách nhiệm của Mỹ là chỉ đưa Tổng thống về tới Việt Nam mà thôi. Chính Tổng thống sẽ lên tuyên bố Việt Nam bây giờ là tự do dân chủ. Chứ không ai hết á. Mỹ song hành với mình vì quyền lợi này kia của Mỹ. Như Hoàng Tôn mới nói về cái vụ 38.000 tỷ và còn nhiều những cái vấn đề khác, tài nguyên khoáng sản, luôn cả những cái quặng mỏ đất hiếm, luôn cả dầu hỏa này kia của Việt Nam đó. Đó là mình đã hiểu. Bởi vậy những cái ông này khi mà ông nói này là kêu là ăn. Và quý vị yêu bác nên vô trong YouTube search cái ông Lý Quỳnh Xanh ra. Ông có rất là nhiều cái livestream mà ông đã từng làm cho chính phủ. Tôi coi tới mấy cái là năm 2015 đó, phải không? Rồi mình coi những cái đó, rồi bây giờ mình mới coi những cái gì ông nói ở đây á. Lúc đó mình mới biết ông là ông nhổ ra, phải không? Và ông đi tìm những cái gì mà ông nhổ đó, ông liếm lại hết đó.
Ông nhổ ra xong rồi ông phải đi tìm, ông phải mò những cái chỗ mà ông đã từng nhổ ra, ông liếm vô hết. Sáu, họ muốn làm hai lần ba lần sáu rưỡi gì đó là chuyện âm thầm. Chứ còn, họ sẽ không bao giờ trường cái mặt ra mà nói một cách trơ trẽn như vậy. Nghĩa là họ sẽ không bao giờ bán giao với một người bạn, rồi dẫn một người khác lên cũng nói là bạn mình, và cũng tuyên bố là cái người bạn này của tao sẽ là về giết mày. Thành ra quý vị thấy cái đó người Mỹ sẽ không bao giờ làm. Nếu tôi dỗ tôi không có nói quý vị cũng không. Thấy không? Mấy ông này á, Hoàng Tôn cho mấy ông này á, là ngu mà không có cái gì mà ngu bằng luôn á. Hoàng Tôn nói thiệt. Vì cái ông này chắc mà ông ở dưới cống ông lên á, chắc mấy năm nay ông ở dưới cống ông lên á, ông chui lên á. Thấy ông Trump không? Ông nói với thế giới không? Với Tập Cận Bình không? He's are the best man, là bạn, ông là người bạn của tôi, Tập Cận Bình là người bạn của tôi. Phải không? Ông Tổng thống Trump ông nói đó, Tập Cận Bình là bạn với tôi. Nhưng mà những cái gì tôi làm là tôi làm cho nước Mỹ, cái chuyện bạn bè để qua một bên. Phải không? Giờ tôi đập anh tan nát luôn là tôi không phải đập anh là vì là anh bạn của tôi hoặc là kẻ thù của tôi. Tôi đập anh là vì quyền lợi của người Mỹ, người lợi của dân công dân Mỹ của tôi. Họ bầu tôi lên là vì quyền lợi của họ. Và tôi là người yêu nước. Tuy là anh là bạn của tôi, nhưng mà xin lỗi anh, tôi đập anh tan nát luôn. Vì dân của tôi làm vì dân của tôi. Còn nếu khi mà tôi xuống trọng nhiệm này kia, tôi xuống hết rồi đó, và anh cũng bị giải thể này kia luôn rồi, chúng ta đi uống cà phê, nói chuyện tăng dốc, lúc đó chẳng còn liên quan gì nữa hết. Phải không? Còn bây giờ đó, là một người nguyên thủ quốc gia, họ đứng lên họ làm chính trị vì gì? Vì dân của họ, vì quyền lợi. Mà cái này ổng đâu phải là ổng không biết đâu. Tổng thống Trump ổng đã mới tuyên bố đây là Tập Cận Bình là bạn của tôi. Thì giờ cái thằng cộng sản là friend, là vỗ vai nó kia. Giờ mày á, bây giờ hôm nay tao vỗ vai mày, ngày mai tao tát cho mày vài cái nữa. Là bình thường. Không có gì lạ trong này, trong cái việc mà chiến tranh chính trị đó. Không. Chẳng có gì lạ đó. Hôm nay tao là bạn mày, tao kêu mày vô, tao đẩy đất nước mày đi lên. Phải không? Tôi cho mày hưởng những cái quyền lợi này kia, những cái công nghệ kỹ thuật này kia của tao. Còn mày phạm lỗi này kia thì tao mày hết làm bạn, tao tát cho mày, tao đập cho mày nát xương. Cái đó là chuyện bình thường, không có gì lạ trong việc chính trị đó. Bởi vì cái ông này khi mà ông nói ra những vấn đề này á, phải không? Là ông nói cho những cái người thường thôi. Những người thường mà những người dân thường á, không mình nhau là bạn này kia. Không, chứ không phải là mình vừa bắt tay xong mà quay vô giọng nó một cái. Đó là người thường không thể làm được. Mình mới nói bạn, mình giọng nó liền. Còn cái việc này là việc nước, việc này là việc chính trị. Cái những gì mà người tổng thống nói này kia, đó là việc xã giao. Cái hành động họ làm là vì quyền lợi của đất nước họ. Đơn giản vậy thôi. Mà những cái ông này mà không hiểu những vấn đề đó, mà còn bày đặt để lên đây đi làm chính trị hoặc là muốn nói về chuyện chính trị. Đi về mấy người này là thuộc dạng là uống cà phê quăng lựu đạn, chẳng có gì để nói. Kiểu như vậy, tôi nghĩ dạ. Thành ra tôi nghĩ là còn có lý do nãy tôi nói đó là người Mỹ làm việc rất là khoa học, dạ. Rất là đâu vô đó. Thấy không? Ông này ông nói người Mỹ làm việc rất khoa học, đương nhiên là người Mỹ người ta làm việc rất là khoa học. Khoa học là gì? Muốn làm một cái gì đó phải có bằng chứng cụ thể. Mà muốn bằng chứng cụ thể phải đi tìm bằng chứng bằng mọi giá, dù phải hy sinh, phải tìm ra được bằng chứng. Cái đó là khoa học. Bởi vậy khi mà họ đưa thằng tàu ra đó, họ có 100.000 bằng chứng. Còn trước khi họ chưa có bằng chứng đó, họ ban giao, họ làm đủ mọi chuyện đó. Để làm gì? Họ phải lấy được cái bằng chứng. Cái đó là trong chính trị. Mình dùng mưu với nhau. Ở cuối cuộc đời cuối một con đường, ai giỏi về mưu người ta thắng. Thắng là cho thằng kia ra ma luôn, chứ đừng cho nó có cái cơ hội mà để cho mấy chục năm sau á nó quất lại mình. Phải không? Cái việc mà trong chính trị á, là tất cả khi ban giao đó, khi chúng ta ban giao với nhau là cũng là dùng mưu kế với nhau đó, trong việc chính trị. Chứ không có thể nói là khi ban giao ra là bạn. Không phải, khi ban giao cũng là chính trị ở trong đó. Cũng là vì quyền lợi này kia nhau trong đó hết á. Thằng nào mà yếu cơ
là chắc chắn sẽ bị chết trong tương lai. Nếu thằng đó yếu cơ, cái việc chính trị đó là như vậy. Không, một cái nước giống như Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi xưa cũng vậy thôi. Một thời á, Đông Ngô ban giao thân thiện này kia với Tây Thục để chống Tào Tháo. Nhưng khi ban giao đó, nó có nhiều những cái xung đột nhỏ này kia, nó ẩm ĩ trong kia, rồi thằng Tào Tháo nó thọt cái này, nó thọt bên kia. Rồi những cái đó từ từ nó có đường nứt này kia cái nọ. Nếu mà cái những cái ngoại giao mà không tốt, những cái quyền lợi của nhau mà không cân nhắc này kia cái nọ, thì chắc chắn nó sẽ đi tới đổ vỡ. Trong chính trị là như vậy. Nên đừng nghĩ là khi ban giao đó là lúc đó là hòa này kia nọ. Không có. Trong chính trị là đấu trí với nhau, đấu quyền lợi với nhau này kia nọ. Từng năm, từng ngày, từng tháng luôn. Là tất cả là đều vì quyền lợi. Mà quyền lợi là gì? Một cái chính phủ, họ đứng lên, họ đại diện cho người dân, thì họ phải lấy cái quyền lợi đó của người dân ra để họ đặt lên trên bàn, họ bàn giao. Nên tất cả những cái gì mà một cái chính phủ đó đại diện làm là vì dân hết. Thì cái chuyện đó nó mới đi lâu dài này kia nọ được. Còn nếu một cái chính phủ mà không phải vì dân, vì trục lợi cá nhân này kia, chắc chắn cái chính phủ đó một ngày nào đó cũng tiêu vong. Vì sao? Vì trong những cái sự giả dối này kia nọ đó là đất nước mình đã mất quyền lợi. Mất quyền lợi thì bị những cái nước khác nó lạm dụng. Phong, nó lợi dụng. Nó lợi dụng thì dân mình á, càng ngày càng bị tiêu hao, bị này bị kia. Cuối cùng là làm nô lệ. Nô lệ đứng lên này kia là cuối cùng là tan nát hết. Phải không? Nên đừng có bao giờ nghĩ đó là trong hòa bình hoặc này kia mà nó không có những cái vấn đề đó. Không có. Những cái đó đều tính hàng ngày. Tuy là mà ban giao nhưng đều tính hàng ngày hết. Vì quyền lợi này kia của nhau tính theo năm. Bởi vậy nó mới có những cái mà hàng năm phải đi họp với nhau. Phải không? Phải coi là năm này mình giải quyết ra sao. Những cái gì mà mình nói từ năm rồi đó mình đạt được bao nhiêu phần trăm. Phải không? Nếu mình đạt được ví dụ như là 70-80% á, còn 20% nữa, thì trong cái năm tới đó mình sẽ kết thúc những cái đó như thế nào, rồi cái ban giao kế tiếp, những cái dự án kế tiếp này kia để cùng hưởng lợi này kia là ra sao thì phải họp hàng năm. Đó là như vậy. Đó, mình đánh giá, mình cho mình là có một cái mốc, hoặc là có nhiều cái mốc mà ban giao quốc tế nó có một nó tức mỗi 2 năm một lần. Vì có nhiều cái dự án mà chiến lược á, nó phải cỡ tốn thời gian nó dài hơn. Nên gặp 2 năm một lần. Đó, rồi khi mà 2 năm một lần rồi mà gặp một cái sự cố gì đó trong 2 năm đó thì sẽ gặp mà bàn riêng này kia cái nọ, mà không cần phải gặp ở cái hội nghị, mà phải là bàn riêng rồi kia rồi mà ví dụ mình book một cái appointment là mấy tháng sau á mình qua mình gặp này kia trong 1-2 ngày để làm việc. Tôi nói như vậy, nên tất cả khi ban giao với nhau là cũng là vì quyền lợi của đất nước này kia nọ đó. Nếu một cái chính phủ đó là một chính phủ chân chính, chứ không phải như ông này nói. Hoa Kỳ họ làm rất là khoa học, phải không? Đó, rất là khoa học. Những cái gì mà Hoa Kỳ làm có đường lối, mà những cái đó là đều phải có những cái tiến trình. Tại vì mình làm đúng, mình làm theo luật pháp này kia đều có tiến trình nữa. Nên tất cả quý cô dì chú bác và quý chị em á, hãy coi đi. Tất cả những cái kiện này kia ở Hoa Kỳ này kia đó, phải không? Kiện cá nhân này kia thôi, mà không tính là 1-2 năm, 2-3 năm mới có nhiều khi cái án đó, cái kiện tụng này kia nó mới kết thúc được. Vì tất cả là chúng ta phải cần thời gian để đi lấy tất cả bằng chứng này kia nọ ra này kia để rõ ràng, để khi cái đó nó kết thúc là không ai bị một vấn đề gì hết. Nó công bằng. Đó, chứ không phải như ông này nói. Ông này ông nói khoa học này kia nhưng mà ông lại dẫn chứng. Ông chỉ nói cái dạng như ông này nói là ông nói leo thôi. Thằng Tôn nhận định ông chỉ nói leo thôi. Chứ ông không hiểu. Chứ không muốn mang tiếng là những một cái người nước Mỹ về nắm quyền. Nó giống như là mình đưa quân, mình đưa dân mình thông tính nước Việt Nam vậy. Dạ. Cái đó nó không có hợp lý. Ai thông tính nước Việt Nam? Ai thông tính nước Việt Nam? Mẹ cha không? Hoa Kỳ đó dội 2 cái bom nguyên tử ở Nhật đó. Hoa Kỳ có thông tính Nhật không? Đâu phải đâu. Triệt mấy thằng độc tài thôi. Vì không triệt Nhật đó, nó đi giết tùm lum ở trong Đông Nam Á không thấy sao? Không diệt thằng tàu để nó đi diệt hết những cái nước mà qua cái đường ấy, nó để cho người ta bẫy nợ, nó nợ này kia, nó tới nó cướp đất này kia, trắng trợn này kia sao? Bởi vì ông này ông nói rất là dốt. Tôi thấy càng ngày càng thấy những gì mà ông phát ra cái cửa miệng của ông, tôi nhận định ông này ông rất là dốt.
Dạ thưa bác sĩ, mình còn một câu nữa. Còn một câu hỏi nữa. Tôi thấy chị cười xuống, tôi thấy khó khăn quá. Câu sao? Dạ thưa, chị hỏi luôn đi. Ở trên YouTube á, yeah, có nhiều người cũng kêu rằng ông Đào Minh Quân được 28 quốc gia ủng hộ. Thì cái 28 quốc gia này là những cái nào, thưa bác sĩ? Như thế nào hỏi ông, hỏi đó là hỏi ông Đào Minh Quân được 28 quốc gia ủng hộ, yeah, thì với tính cách gì làm sao mà ủng hộ được như thế này? Trên đài ai cũng trên trên YouTube có nhiều người cũng nói như tôi nghĩ cái câu này hay nhất là nên hỏi thẳng ông Đào Minh Quân. Tại vì 28 quốc gia ủng hộ ông có hay không hay là như thế nào là nên hỏi thẳng ông. Tại vì ông là người tuyên bố mà. Nếu ông tuyên bố 28 quốc gia gì đó ủng hộ ổng thì quý vị có thể hỏi ổng. Nếu mà 28 quốc gia ủng hộ ổng thì phải quý vị phải hỏi thẳng ổng, quý vị có nhiều câu hỏi để hỏi. Thứ nhất, cái này phải 28 hay là 27 rưỡi. Dạ, hay là 26. Dạ. Rồi quý vị sự tự do, quý vị có quyền hỏi thẳng người ta là hãy chứng minh đi. Yeah. Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy là có 26 cái, có 28 cái công hàm, có 28 cái lá thư hay 28 gì đó là thừa nhận ông sẽ là người về để mà lãnh đạo nước Việt Nam. Ông sẽ là người thừa hành cái công tác, cái công việc là diệt tà quyền cộng sản. Yeah, thì nếu mà quý vị thấy được, nếu mà ông Đào Minh Quân chứng minh được điều đó thì quý vị tin, ông tin cũng tùy nơi, cũng tùy nơi quý vị. Cái 28 quốc gia đó là 28 cái việc mà liên minh, 28 nước quốc gia liên minh với nhau ở trong cái khối châu Âu đó, phải không? Đó, loại liên minh này kia nọ với nhau. Đó, bởi vậy những cái người mà đứng đầu trong cái liên minh đó, cái Hoàng Tôn moi ra cái Hoàng Tôn lấy ra cái đó, Hoàng Tôn có nhớ Hoàng Tôn có post lên trang mạng mình về cái Facebook của Hoàng Tôn về cái đó rồi đó. Về cái mấy cái công nhận của Liên Hợp Quốc đó, trong đó hai mươi mấy quốc gia đó, Hoàng Tôn có post lên rồi, để Hoàng Tôn sẽ tìm lại, Hoàng Tôn post lên lại đó. Bởi vậy á, ông này không có hiểu 28 quốc gia là một cái giống như là bầu ra cho một cái không biết bao nhiêu năm họ đổi, họ bầu lại một người, một cái nước đứng lên là làm trọng tài, làm đứng đầu trong cái 28 quốc gia đó đó. Nhưng bây giờ thì trong 28 quốc gia đó còn 27 thôi, hình như còn 27 thôi đó, là họ bầu ra. Thì những cái quyết định á, đương nhiên á, là không phải là mỗi cái quốc gia mà ông tổng thống hoặc là ông thủ tướng này kia để ký cá nhân này kia nọ. Cái người mà lãnh đạo ở cái năm đó đó, phải không? Họ đại diện cho 28 quốc gia đó, phải không? Để công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Thủ tướng Đào Minh Quân là đồng minh thôi. Khi mà họ đọc, họ công bố là đồng minh đó, có nghĩa là khi cần tới họ, họ sẽ ra mặt. Khi cần tới họ, họ sẽ ra mặt. Như bây giờ đó, như ông Tôn nói, khi họ ra mặt, họ không nhất thiết là phải ra mặt về quân sự này kia nọ. Có thể là họ ra mặt bằng tiền, rồi những cái nước mạnh họ sẽ ra mặt bằng quân sự. Thì bây giờ đó, ông Tôn nói bên Anh nè, có Anh, có Pháp, bây giờ Đức chuẩn bị vô. Phải không? Không, họ đâu có cần phải đưa là mỗi nước mà một ấy vô, họ đưa những cái nước mạnh này kia nọ đứng ra đại diện thôi. Còn đằng sau đó thì tiền bạc này kia nào thì mình phải coi những cái vận hành đó mình mới biết được đó. Còn bây giờ đó, thấy không, những nước đồng minh là những nước nào? Bây giờ mình có Nhật đã vô Biển Đông, Nhật nè, Ấn Độ nè, Anh, Canada, Úc, Pháp, giờ Đức chuẩn bị vô nữa nè, phải không? Bởi vậy á, những cái ông này ông nói có nghĩa là ông biết, tại vì ông làm sứ ngôn viên của chính phủ, ông không thể nào không biết. Nhưng không biết ông vì lý do nào đó, phải không? Vì lý do nào ông tách ra? Tại cái cá nhân mỗi người, như ông Tôn nói, 9 người 10 ý, phải không? Là một ý nói là một người đó, trong một hình thức nào đó, một thời gian nào đó họ đổi ý. Nhưng mà Hoàng Tôn thấy tệ nhất là mình đổi ý, nhưng mình đừng có đổi lập trường. Vì cái lập trường á là nói lên một cái con người của mình.
Mình mà thay đổi lập trường của mình chẳng khác nào là mình là một cái thằng đầu đường xó chợ. Phải không? Vô học. Thằng Tôn phải nói như vậy đó. Mình mà thay đổi cái lập trường, mình có thể đổi ý. Nhưng mình đổi ý, thí dụ như mình ra, mình nghĩ là mình không đúng này kia nọ, hoặc mình theo sai này kia, thì mình ra mình im luôn đi. Chứ mình đừng có đổi cái lập trường rồi mình đứng lên, mình lại triệt hạ những cái người mà mình từng theo này kia nọ. Chẳng khác nào đó. Phải không? Là mình đã nhổ ra rồi mình phải đi tìm từng cái đó để mình liếm lại. Và mình tự tát vô miệng mình đó, để cho thiên hạ biết đó, là mình một cái thằng giống như là vô liêm sỉ. Thằng Tôn phải nói như vậy luôn á. Là một cái thằng vô liêm sỉ. Thằng này... Vậy sau khi ông chứng minh rồi, nha, thì tôi nghĩ cái vị này hỏi câu này, đối với tôi nghĩ có một cái ý ẩn ý sau đó. Thẳng tôi đoán ẩn ý thôi. Là nghĩ rằng là tôi đã từng là thiếu tướng, yeah, phát ngôn viên của ông Đào Mạnh Quân. Chắc vậy quá. Yeah. Cho nên hỏi cái câu này tôi thấy nó hơi mắc mỏ ở chỗ đó một chút. Yeah. Thì ý là hỏi tôi là có thừa nhận cái đó là thiệt hay không. Yeah. Tôi đoán vậy thôi. Thì tôi nói với quý vị như vậy nè. Cái cách trả lời của tôi đó, tôi trả lời thật. Thì đương nhiên sự thật có nhiều khi nó mít lòng. Nhưng mà tôi ở trong cái tổ chức này được một năm trời ròng rã. Tôi nói thật, tôi chưa thấy có một cái bằng chứng nào để chứng minh cho tôi thấy và tôi hài lòng rằng có 28 quốc gia ủng hộ. Do đó, tôi không thấy, thì tôi nói tôi không thấy. Yeah. Rồi. Để Hồng Tôn sẽ đưa lên cái đó cho quý quý vị chú bác và quý anh chị em coi. Bởi vậy nói với mấy thằng cha này là phải nói có bằng chứng cái này kia, mà cái này là trong trang nhà chính phủ có chứ không phải là không. Trong trang nhà của chính phủ có hết. Để thằng Tôn coi chứ. Chỗ này có nhiều lắm, để thằng Tôn coi. À, cái cổ. Tại vì Hồng Tôn có nhiều quá, nhiều khi mình để đâu mình nghĩ là nó dễ nhất. Thiệt ra bởi vì nhiều khi những cái ông này nhiều khi mình không hiểu nổi luôn về cái lập trường của mấy người này. Bởi vậy những người này làm gì mà có thể làm được cái gì cho dân tộc Việt Nam? Họ thay đổi hàng ngày. Cái lập trường của họ thay đổi hàng ngày, họ làm được cái gì cho dân tộc Việt Nam? Làm gì được cho đồng bào Việt Nam? Nó nằm trong cái máy kia của Hồng Tôn rồi. Để Hồng Tôn lên Facebook của Hồng Tôn. Lấy xuống. Bởi vì mấy cái ông này mình không hiểu nổi cái lập trường của ông. Bởi vì nhiều khi Hồng Tôn cũng không biết là ông này ông vô chính phủ được bao lâu. Vô chính phủ được bao lâu, ông nói là một năm. Trong đó một năm mà Hồng Tôn coi mấy cái livestream á, mà ông cái mấy cái mà ông làm sứ ngôn viên cho tổng thống, ông đứng lên ông nói này kia, ông nói rất là rành rọt, nói là một người rất là hiểu biết chứ không phải là một người không hiểu biết. Nhưng tại sao bây giờ đó là ông là toàn là ăn ngược nói ngạo hết? Không phải thì nó có một cái gì đó ở trong đó. Là bây giờ là cuối cùng rồi là mình biết là những người này là họ làm là vì quyền lợi cá nhân hết á. Chứ không có vì dân tộc, không có vì đất nước, không có đấu tranh gì về cho đồng bào trong nước hết á. Họ chỉ đấu tranh cho riêng của họ mà thôi. Nên Hồng Tôn nói đó,
ở hải ngoại này, những cái người là họ làm là vì danh vì lợi, còn những cái thằng cộng sản là nó làm vì quyền vì lợi, và cuối cùng rồi á, lợi là gì, là tiền bạc này kia, là cuối cùng là dân tộc Việt Nam mà bị tụi này nó hút máu sạch hết á, nó tòa rập nhau nó hút sạch máu đó, nó khốn nạn vậy mà nó cứ mượn cái chữ cộng sản nó lên nó đấu tranh, và cuối cùng rồi á, người dân chẳng hưởng được một cái gì hết, chẳng lợi được một cái gì hết, đều nó dắt mũi đi vòng vòng hết năm này qua tháng nọ, nó 40 mấy năm rồi nó còn dắt mũi đi vòng vòng. Bởi vì những cái người như này nè, thì đất nước Việt Nam mình nó mới như vậy. Thì người ta nói đất nước dân tộc Việt Nam mình nó không có đoàn kết là cũng vì mấy cái thằng khốn nạn này thôi, chứ không vì ai đó. Có một cái chính phủ mà Hoa Kỳ đã song hành mấy chục năm nay này kia, đã làm rất là nhiều việc này kia mà để cho đồng bào thấy này kia đó. Ông Tôn có đưa những cái dẫn chứng mà trong những cái livestream trước kia của Hoàng Tôn đó, để cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em coi là những cái chính trị này kia mà trải qua. Hoàng Tôn nói là nói những cái đó mà nó đã xảy ra rồi, chứ không phải là những cái mà mình đoán nữa đó. Mình chỉ gộp lại hết những cái xảy ra rồi đó, những cái gì mà tổng thống đã làm rồi đó, đó để đưa lên để cho đồng bào coi, để nhìn nhận này kia và tìm hiểu. Nhưng rất tiếc trong cái trang nhà của chính phủ đó là những người nào mà biết vượt tường lửa ở Việt Nam á, thì vô được. Còn không á, là khi Hoàng Tôn share cái link á, nó lại không ra. Nhưng có cái đó thì Hoàng Tôn phải copy, mình phải chụp rồi mình copy ra, mình post riêng ra ở ngoài á, thì mới thấy được. Đó, còn không là vô là không được luôn. Mà có nhiều cái nó nhiều quá. Nó nhiều quá nên phải mình không có ấy ra được. Tại vì có nhiều cái tài liệu là phải đọc, còn những cái mà văn bằng hoặc là những cái thư này kia thì nó dễ, nó có 1-2 trang này kia thôi thì mình copy cái đó ra nó dễ. Bởi vậy nghe mấy cái thành phần này mà nó nói là bó tay luôn, nhất là mấy cái ông nội này, tôi không hiểu nổi luôn cái lập trường của mấy ông này là gì. Nên tôi nghĩ là cuối cùng là chỉ tiền thôi, mấy ông này sống thì chỉ có tiền thôi, danh với lợi thôi. Chứ mấy ông này mà không vô chính phủ, không này không kia mà ra đấu tranh, nó chó mà nghe, biết bao nhiêu cái hội đoàn ở ngoài đó đấu tranh này kia rồi, bao nhiêu năm nay là cũng là tiền với bạc không, moi ra là toàn là tiền với bạc không, đúng không? Bởi vậy phải vô chính phủ, để dùng chính phủ ra để kêu gọi đánh danh mình lên. Đó, rồi từ đó mình đem ra, phải không? Có là khi mà đem ra này kia rồi thì muốn là đánh danh cao để cho mấy thằng cộng sản nó trả tiền cao thôi, chứ có gì đâu. Mấy thằng này nó có một đường lối nó làm hoài. Thì cái thằng Quỳnh Thanh Hoàng kia cũng vậy thôi, những thằng mới vô chính phủ ra đó cũng y chang thôi, có gì khác đâu. Chứ nếu mà ở ngoài đời nó đứng lên đấu tranh, cái thằng làm neo đó đấu tranh ai nghe? Nó không nhờ mà cái mát của chính phủ này kia ai nghe nó đó. Nhưng mà người dân mình, người đồng bào trong nước Hoàng Tôn cũng thấy rất là lạ. Những cái gì mà làm lợi cho mình á, này kia thì mình không nghe. Mình thích nghe chửi, mình thích đi nghe chửi, nghe mấy ba cái tầm phào ở đâu không đó. Nhiều khi mình thấy vậy, giống như đồng bào ở Hoàng Tôn ở trong nước Hoàng Tôn biết mà, mỗi một cái chửi nhau đánh nhau này kia nó bu như kiến, mà chẳng làm gì hết, đứng vòng vòng nghe chửi này kia thôi. Mình thấy một đàn ông đập đàn bà tơi bời, nó đứng ngoài nó coi rồi nó đàm tiếu, rồi nó nói chuyện cười giỡn này kia. Chứ ở ngoài á, ở nước Mỹ, nước Úc này mà thấy những cái tình trạng đó là người ta vô, người ta can, người ta nấy, người ta ấy vô liền đó, người ta hành động liền. Chứ không phải như Việt Nam mà đứng tụ mà giống như là như rừng luôn đó. Rồi trong đó làm gì, cứ cuối cùng rồi là cứ đi nghe này kia nọ, nghe chửi này kia nọ đó, cái kiểu như vậy. Mà mấy cái đó nhiều khi có ích lợi gì đâu. Bởi vậy ở đây là tại sao thằng Tôn nhìn nhận được là chính phủ chính nghĩa thì ít ai nghe, đúng không? Những cái livestream của chính phủ này kia rất ai nghe, mà những cái thằng mà nó đánh phá, nó chửi thì thôi,
view lên có nửa triệu đó. Và cuối cùng rồi á, những cái thằng đó nó có giúp gì được cho đồng bào trong nước này kia đó, mà tại sao người ta thích nghe chửi? Vì cái văn hóa, mà sau cái văn hóa của mấy thằng cộng sản mà nó giáo dục cho người dân này kia lớn lên trong những cái văn hóa đó nên thích nghe chửi, đúng không? Thích nghe chửi nó mới đã cái lỗ tai, nó chẳng giúp gì được cho mình hết. Nó nhiều khi mình thấy cái đó mình cũng thấy buồn nhé. Những cái gì mà chính phủ đấu tranh này kia cho họ này kia thì họ chẳng biết, cái lợi cho mình thì chẳng biết đó. Còn mà thích đi nghe ba cái gì đâu không, tại vì mình những người không có lập trường, không có hiểu, không có lập luận, bởi vậy nghe nó chửi, nghe nó này nó kia là khoái này kia đó đó, cái kiểu vậy, cứ khoái nghe thôi. Nó Hoàng Tôn bước sau, Hoàng Tôn tìm nó không có ra, để cho hồi Hoàng Tôn sẽ tìm, Hoàng Tôn đăng lại sau. Còn cái tài liệu nó nằm vô cái máy lớn kia của Hoàng Tôn rồi, nó không có nằm trong laptop này đó. Mình nghe lại cái vấn đề của thằng cha này tiếp. Có thể ổng có mà ổng cho tôi coi tôi đâu biết. Dạ, nhưng mà một năm trời ròng rã tôi thấy được nhiều chuyện mà tôi chưa thấy có một cái tờ giấy nào chứng minh rằng và 28 quốc gia ủng hộ. Do đó sự ra đi của tôi cũng là một trong những cái tôi không hài lòng, có nhiều điểm tôi không hài lòng. Nhưng mà quý vị cũng nên tự cho mình một cơ hội. Nếu quý vị muốn, quý vị cứ gia nhập, cứ tìm hiểu. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể email, có thể điện thoại, nhất là trên YouTube, ví dụ quý vị có thể hỏi thẳng ông Đồng Minh Quân. Hãy... Bởi vì cái hành như là Thanh Hùng bè rối, nếu mà cái đảng Cộng sản, phải không? Thử hỏi cái đảng Cộng sản á, nó không cho là cái chính phủ này có thể giải thể được nó đó, thì cần gì nó mướn từ hải ngoại không, tới trong nước này kia lên đánh phá chính phủ này kia đó. Nếu mà nó không cho cái chính phủ này có thể giải thể được họ, giải thể được nó, thì làm gì mà nó tốn tiền, nó nuôi nguyên một cái lũ ăn hại cả mấy chục ngàn thằng dư luận viên, rồi nó nuôi ở ngã người hải ngoại này kia biết bao nhiêu tiền để lên chống phá đánh phá chính phủ. Bởi vì á, Thanh Hùng nó không hiểu khỉ khô vậy đó. Anh đứng dựa cột mà nghe đi. Chứng minh cho toàn dân thấy là có 28 quốc gia ủng hộ. Được hay không? Quý vị là... Đó, chứng minh. Bây giờ thấy không? Đồng minh đã vô trong Biển Đông rồi đó. Đó là cái chứng minh. Phải không? Chứ còn muốn dân tộc Việt Nam á, còn muốn chứng minh gì nữa? Hay là chờ trái bom nó rơi xuống rồi lúc đó là biết sự thật? Mỹ đã đưa quân sự vô Biển Đông. Những nước đồng minh mà có quân sự mạnh và kinh tế mạnh cũng đã đưa quân sự vô Biển Đông. Những cái nước mà đang mạnh ở trên thế giới nè, như ông Tôn nói là Anh, Pháp, Úc, Canada, những cái nước mà người Việt muốn đi tị nạn á, đều có mặt ở Biển Đông hết. Vậy còn muốn Liên Hiệp Quốc, muốn Hoa Kỳ làm gì nữa để chứng minh? Như ông này nói, có là ông nói mà ông chẳng hiểu khí khô hết á. Họ đưa như vậy là không đủ chứng minh đâu, không chứng minh đâu. Họ cần gì phải đưa chiến hạm vô trong thềm lục địa của mình? Xưa giờ họ có ban giao quân sự gì với thằng Cộng sản đâu. Đó, cái đó là chứng minh đó. Người chọn sự quyết định, không phải Lý Huỳnh Sanh. Lý Huỳnh Sanh đã chọn rồi, cái quyết định của mình là không tiếp tục nằm trong tổ chức này. Dạ. Bởi vậy, cái quyết định của Lý Huỳnh Sanh dốt. Tức là trước khi mà muốn tham gia vô một cái tổ chức nào này kia nọ đó, là ông nên tìm hiểu cho rõ ràng này kia nọ, không có nó đúng cái lập trường của mình hay không để mình tham gia vô. Chứ không phải tham gia vô một năm rồi mới biết là ồ, cái chính phủ này không phải là của tôi. Chính phủ này vô đây tôi chẳng được cái quyền lợi gì hết. Tôi phải bỏ công ra. Tôi tính là thay vì tôi bỏ công ra tôi phải tốn 20 ngàn để đi làm cái thời gian mà tôi bỏ ra đó, tôi đi chữa bệnh đó, tôi cũng được 20 ngàn. Cái kiểu nó tính công là nó tính cái kiểu như vậy đó.
cái công mà nó bỏ ra là nói nếu mà nó không bỏ ra thì cái giờ đó nó đi làm bệnh nhân nó kiếm tiền. Cái kiểu nó tính công vậy đó. Nên khi nó vô chính phủ rồi đó, nó thấy vô đây nó không lợi được một cái gì hết. Lương thì cũng không có. Phải không? Đồng bào chẳng quan tâm. Nên nó thấy không có lợi gì, cuối cùng nó đi ra đúng rồi. Bởi vì mấy cái thằng này là mấy cái thằng chỉ là vì danh lợi thôi. Cuối cùng là vì danh lợi thôi. Chứ đóng góp bà gì cho dân tộc Việt Nam, cho đồng bào Việt Nam. Câu trả lời dứt khoát với cái vị này, anh Nguyễn Đình Nam hả? Yeah. Anh hỏi hai câu là Lưu Hoàng Xanh chưa được thấy tận mắt 28, một cái bằng chứng, 28 bằng chứng để chứng minh rằng 28 quốc gia ủng hộ. Cái này dốt, giống như là cần gì mà tới 28 cái bằng chứng. Một cái khối, người ta có 28 nước ở trong cái khối đó. Mà lúc nào người ta cũng có một cái người, một cái nước nó đại diện, họ represent là họ đại diện trong mấy năm, rồi sẽ bầu lên cũng giống như là bầu lên trong mỗi năm này, mà mấy năm mà thay cái nhiệm kỳ này kia nọ đàng hoàng. Phải không? Chứ ai mà nói 28 nước, nếu mà 28 nước thì nó đâu phải thành một cái khối nữa đâu. Phải không? Bởi vì cái ông này ông nói chuyện mà ông dốt gì đâu luôn. Ông Đào Minh Quân, giờ tới giờ này Lưu Hoàng Xanh cũng chưa biết 28 quốc gia đó là 28 quốc gia đó có cái tên gì luôn nữa. Đó là Lưu Hoàng Xanh thật sự phải nói là nó là như vậy. Tuy rằng cái lời thật có nhiều khi nó bích lòng, nhưng mà nếu cái vị này hỏi câu này mà tôi không trả lời một cách thành thật thì tôi trở thành ra là người mang trá. Cho nên tôi phải trả lời thành thật. Còn quý vị tin hay không, quý vị nên dấn thân vào trong tổ chức, tự mình tìm hiểu. Cái này dốt lắm. Tại Hoàng Tôn á, nhớ là cái 28 đó, đó là trong cái 28 quốc gia đó, nó có nước, tên của nước luôn nha. Tên nước và tên có cờ của 28 quốc gia luôn. Nếu mà ai vô trong Facebook của Hoàng Tôn á, coi ngược lại đi, sẽ thấy được 28 quốc gia đó là đều có cờ, có tên này kia luôn. Vậy Hoàng Tôn không hiểu cái ông này, ông vô trong chính phủ một năm á, Phong, ông làm cái gì trong chính phủ? Mà tới những cái việc mà trên trang nhà của chính phủ luôn á, mà ông cũng không biết. Để maybe Hoàng Tôn vô trong trang nhà chính phủ ở đây luôn, để Hoàng Tôn đem ra luôn cho nó dễ. Đúng không? Tại Hoàng Tôn lấy trên trang nhà chính phủ mà. Đó, mình vô trong này mình... vô trong trang nhà chính phủ mình lôi ra luôn nha cho ông nói. Nhiều khi ông này không biết ông nói cái gì luôn á. Ông ở trong chính phủ, ông là sứ ngôn viên của chính phủ đó. Không, mà ông vô trong này cả một năm rồi. Mà mấy cái này mà ông nói ông không biết. Nó không biết là ông vô đó ông làm gì. Đâu quẹ. Đây. Đó, đây 28 quốc gia đây, không? Cái này là council của European đây. Đó. 28 quốc gia nè, thấy không? 27, bây giờ còn 27 à. Hình như là một cái nước nào nó rút ra rồi đó, còn tôi không nhớ. Nhưng giờ còn 27 quốc gia đây. Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Romania, Ireland, Hy Lạp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Tiệp Khắc, Hungary, Thụy Điển, Áo, Bulgaria, Denmark, Slovakia, Phần Lan, Ireland, còn chữ này tiếng Việt còn tôi không biết nó kêu gì. Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia, Cyprus. Đó thấy không? 28, 27 quốc gia bây giờ. Đó, bởi vậy ông vô trong chính phủ không biết đi nhiêu lâu rồi. Mà mấy cái này ông không biết, không hiểu nói. Tự mình quyết định. Không, Hoa Kỳ là riêng, Hoa Kỳ là song hành. Là tam sao thất bộ. Hoa Kỳ là song hành cùng Hoa Kỳ, mình không có tính. Tôi có thể dỗm, tôi có thể khiếm khuyết. Anh trong đó là United Kingdom là có anh luôn rồi. 28 quốc gia đó là ai? Đó, đây là United Kingdom là anh nè. Đúng. Bây giờ có thể thông minh hơn
có quý vị có thể khám phá được. Nếu quý vị khám phá đâu được, cần thông minh vô tìm đó. Thôi còn ngay bây giờ tôi không có một cái tài liệu nào, tôi không có một cái kiến thức nào là 28 quốc gia nào đã ủng hộ Đào Minh Quân. Đó không, ông nói chắc như đinh đóng cột, ông không có biết. Mà trong khi cái việc mà tìm tài liệu nó dễ chứ không cần thông minh. Cái đó mình chỉ vô trong trang nhà của chính phủ tìm tài liệu thôi. Đó. Đây là những cái công hàm của những cái nước mà đại diện cái Council của European Union đó, đại diện nó viết cho Tổng thống đó. Thấy không? Đây là những cái công hàm họ viết cho Tổng thống. Đó. Chứ đâu phải cần thông minh để biết cái này. Mấy này tài liệu phải đi tìm. Chứ đâu cần thông minh để hiểu. Vậy đó là sự thật. Tôi xin hết lời. Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Nam đã nghe cái bà này Hồng Tôn Hồng Tôn Hồng Tôn giải thích nè, mấy cái người mà trên truyền thông từ Mỹ này kia ra, thiệt ra Hồng Tôn không biết ai là ai đó. Vì trong cái lập trường của Hồng Tôn á, không có một chính phủ là không bao giờ đứng lên đấu tranh, bỏ thời gian đi làm mấy cái chuyện vô bổ đó. Không, không bao giờ có cái chuyện đó. Nên mấy chục năm nay Hồng Tôn từ nhỏ lớn lên coi những cái việc mà đấu tranh trong cộng đồng này kia rất là nhiều. Nhưng Hồng Tôn không bao giờ để ý tới. Rồi càng lớn lên mình vì công việc nên mình cũng chẳng bao giờ mà để ý tới mấy cái thành phần đó. Nên chẳng biết ai là ai đó. Nên bạn hỏi cái bà này là ai, Hồng Tôn cũng xin bó tay luôn. Tôi không có biết ai là ai đó. Thì Hồng Tôn chỉ biết có một chính phủ. Đối với Hồng Tôn này là đủ. Tại vì cái chính phủ này mới có khả năng giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam chấm hết. Còn những cái thành phần khác đó, ai đưa Hồng Tôn hoặc là nhiều khi Hồng Tôn lướt qua này kia, Hồng Tôn thấy những cái gì, tại vì những cái này Hồng Tôn biết là khi Hồng Tôn search á, về những cái gì mà Tổng thống làm, những cái video mà Tổng thống làm, thì Hồng Tôn search qua cái tên Đào Minh Quân á, thì khi hiện ra là những cái gì mà có liên quan đánh phá tới Tổng thống Đào Minh Quân này kia nó ra nhiều lắm. Đó nên nhiều thì Hồng Tôn muốn nghe những cái người này họ nói gì tới Tổng thống để Hồng Tôn biết này kia thôi, chứ thực sự ra Hồng Tôn chẳng biết Lý Quỳnh Xanh là ai đó. Tại vì ổng vô chính phủ năm 2015 đó, nên Hồng Tôn không có biết ổng đó. Mà những cái người mà có đánh phá chính phủ đó, thì Hồng Tôn search để Hồng Tôn coi cái kiểu lý lịch rồi Tổng thống đấu tranh mấy chục năm qua như thế nào đó. Thì vô tình đó là search ra là nhiều cái tên nó đánh phá. Thì Hồng Tôn vô đó Hồng Tôn nghe thử coi người ta nói cái gì, cái lập trường của họ ra sao này kia nọ thôi. Đó là mục đích chính. Chứ thiệt ra Hồng Tôn chẳng muốn biết mấy người đó như thế nào đó. Vì thực sự ra đối với Hồng Tôn cái đó là vô bổ, không làm được gì đó. Bởi vì những cái con người này chẳng làm được gì đó. Nên đó, Hồng Tôn chỉ là đi tìm hiểu những cái gì mà Tổng thống đã làm cho dân tộc Việt Nam, để giải thích cho dân tộc Việt Nam biết những cái quyền lợi, những cái gì mà Tổng thống đã làm, một cái chính phủ đã làm cho dân tộc Việt Nam. Vậy thôi. Còn cái cá nhân chẳng làm được hết. Cái cá nhân Hồng Tôn chẳng làm được gì hết. Mình không có khả năng, nên mình không có làm gì hết. Nhưng mình hiểu ra được, mình biết là chính phủ làm được một cái gì cho người dân, thì mình đứng lên, tại mình thấy có lợi cho người dân, thì Hồng Tôn chỉ đứng lên, Hồng Tôn giải thích ra những cái gì mà có lợi cho người dân nếu người dân theo chính phủ trưng cầu dân ý. Và cái đó nó là trước mắt. Chứ không phải là cái chuyện như mấy ông này nói, cái đó là nó trước mắt. Và cái tiến trình Hồng Tôn thấy là nó đã đi tới, không, đã đi tới gần tới đích. Đó. Những cái gì mà Hồng Tôn tìm hiểu về chính phủ là toàn là quá khứ này kia và đã, không, đã xảy ra này kia hết rồi. Những cái đấu tranh đó đã qua hết rồi. Những cái chiến lược của Tổng thống đã qua hết rồi. Còn cái nhận diện về chính trị trong hiện tại và tới trong ngày tháng sắp tới là Hồng Tôn cũng dựa trên những cái diễn biến của lịch sử và những cái gì mà Hồng Tôn biết trong cái việc mà chiến tranh chính trị, Hồng Tôn mới cô đọng lại, Hồng Tôn mới giải thích những cái diễn biến đó ra cho đồng bào trong nước thôi. Nhưng thực sự ra mấy cái đó nó không phải là khó hiểu. Nếu mà ai đã từng đọc qua Tôn Tử Binh Pháp này kia nọ thì sẽ hiểu những cái diễn biến chính trị hiện tại nó như thế nào. Chỉ vậy thôi, đọc qua binh pháp, đọc qua về những cái gì nó có liên quan tới tới chiến tranh chính trị đó thì sẽ hiểu ra thôi, chứ không có gì khó trong đó đó. Cái nhận định mình đã hiểu những cái cơ bản thì mình sẽ hiểu được những cái bước đi mà dựa, không những vậy, mình dựa trên lịch sử nữa, phải không? Mình phải dựa trên lịch sử. Thì những cái gì mà Hồng Tôn biết là chính phủ đã làm rồi. Hồng Tôn mới giải thích lại cho người dân thôi. Rồi sẵn
Còn tôi thấy khi mà đi tìm cái kiểu lý lịch này kia của tổng thống này kia đó, thì tôi mới thấy những cái người này nè đánh phá này kia ra sao đó, tôi mới đem lên đây. Tại vì xưa giờ tôi chưa thấy ai trong chính phủ mà đứng ra mà để giải thích này kia nọ, không mà không giải thích này kia thì tôi thấy rất là thiệt hại cho tổng thống, thiệt hại cho chính phủ. Vì sao? Vì tổng thống đã hy sinh rất là nhiều, hy sinh bỏ hết tất cả luôn, tôi mới nói như vậy, để đấu tranh cho đồng bào Việt Nam. Mà trong khi đó mà tổng thống bị triệt hạ về uy tín, những cái con người mà đã đầu hai thứ tóc, không đã từng tham gia vô, đã từng tham gia vô trong chính phủ, làm việc với tổng thống, làm việc cho tổng thống này kia, mà cuối cùng họ ra họ dùng những cái luận điệu xuyên tạc đó, không để họ đánh lận này kia. Chính những người này là những người Hoàng Tôn cho là có tội nhiều nhất. Vì sao? Thì họ mang một cái tội là tội ly gián. Nếu mà trong cái tội ly gián đó mà thành lập này kia đó, là từ là tù chung thân với xử bắn hết á, Hoàng Tôn nói thiệt. Vì sao? Vì những cái người này là họ đã từng tham gia vô chính phủ, họ biết những cái hoạt động của chính phủ. Bây giờ họ ra, họ muốn giống như là đánh lận con đen này kia để dẫn dắt đồng bào, phải không? Cái đó là cái gì? Cái đó là ly gián. Đây là những cái tội đâu là Hoàng Tôn cho là trọng tội đó. Còn những cái con người đó mà không vô chính phủ mà đánh phá này kia đó, họ có bị một cái tội là như là tội Logan này kia của Mỹ, thì cái đó để cho Mỹ phán xét này kia. Nhưng đối với khi mà họ về Việt Nam, họ cũng có thể là mang cái trọng tội là tội phản quốc đó, tội phản quốc, phản lại với người dân. Vì sao? Những cái gì họ làm là có phải là mang lại những cái thiệt hại, thiệt thòi, mất mát, chết chóc tới cho người dân không? Kéo dài cái chế độ cộng sản này kia ra không? Còn nếu mà mình không biết đấu tranh, mình ngậm cái miệng lại, mình không hại ai hết. Còn mình á, mình nói mà mình đấu tranh mà mình mở miệng ra mà mình hại dân tộc, thì là mình có tội. Không, cái người câm không có tội, mà cái người nói ra mà hại người ta là sẽ có tội. Đó, mình nói mình đấu tranh nhưng mình chẳng đấu tranh được cho ai có quyền lợi hết, mà mình còn hại cả một cái dân tộc, thì mình là ai? Thì Hoàng Tôn nói đó, Hoàng Tôn phân tích vậy để cho tất cả chúng ta đều biết đó, mình đấu tranh như Hoàng Tôn nè, mình không mở miệng ra, mình không có nói, thì dân tộc Việt Nam, mình đâu có làm tội với dân tộc Việt Nam đâu. Tại vì nếu không có chính phủ, mình mở miệng ra, mình nói chẳng dắt khác nào mình dẫn dắt đồng bào đi vòng vòng. Nên thà mình câm luôn. Chẳng lẽ mình mở ra mình đi cãi lộn với mấy thằng này, mình nói là đường lối mà không có chính phủ là làm không được này kia cái nọ, tự nhiên mình phải tốn thời gian đi mình cãi lộn với mấy thằng mắc dịch này sao? Đâu có cần thiết đâu. Phải không? Nên mình không bao giờ nói. Nhưng bây giờ mình đã có một chính phủ làm việc cho người dân này kia, thì Hoàng Tôn mới đứng ra giải thích này kia thôi. Bởi vậy những cái con người đấu tranh mà không hiểu những cái lập trường này kia đó, thà câm miệng thì không mang tội, chứ mở miệng ra mà hại dân hại nước là mang tội hết. Đó, Hoàng Tôn nói vậy để cho chúng ta hãy giữ những cái lập trường, mà luôn cả những cái luật pháp này kia nọ luôn. Anh đấu tranh đúng, nhưng mà anh đấu tranh mà hại người là anh có tội. Phải không? Vì cái miệng của anh mà người ta phải đi chết đó. Như những cái thằng con JB Thanh Luân đội Delta này kia đó, phải không? Ai theo nó chạy xúc quần luôn. Cái đó là bị nó bắt nó đập này kia. Cái đó là sao? Đấu tranh cái kiểu đó làm gì? Cái đó là mang tội để hại người. Cái đó là luật pháp, không có luật pháp nào cho phép đó. Chứ không phải là nó muốn đấu tranh là đứng lên nó đấu tranh đâu, đâu phải. Trừ khi nào nó đi xin, hy sinh cái mạng chó của nó đấu tranh kìa. Thì lúc đó nó mới kêu là đấu tranh, vì nó không hại ai. Nó lấy cái mạng của nó ra, nó đấu tranh. Còn cái việc đấu tranh, nó đấu tranh bằng cái mỏ để đi hại rất là nhiều người, thì cái mỏ chó đó là có luật trừng trị hết á. Bởi vì Hồng Tôm nói, tất cả chúng ta phải thông minh ở trong cái vấn đề này. Không, chứ không phải ai mở miệng kia ra đó là người đó cứu mình đâu, không phải. Người ta mở miệng ra mà ta không có hiểu biết này kia là người ta dẫn mình đi chết. Bởi vậy đấu tranh mà không thông minh, không đường lối này kia là gì? Là ngu mà dẫn người ta đi chết, và cuối cùng mình là cái người mang tội đó. Đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là ai mà lên đấu tranh này kia mà, trừ khi nào họ đem cái xác của họ đi đấu tranh đó. Họ hy sinh này kia, họ bị bắn bỏ, rồi lịch sử sẽ viết họ là anh hùng này kia nọ đó, thì tôi không có nói. Vì cái đó là việc đứng đắn. Phải không? Tôi không có nói. Trước tiên họ phải bỏ cái xác của họ trước đã. Còn họ cái này, đấu tranh người ta bị bắt này kia xong rồi bắt đầu đổ thừa. Đấu tranh là phải đổ máu. Mẹ bà nó. Người ta có máu, đồng bào trong nước có máu. Chẳng lẽ mấy người đó không có máu? Sao nó không đi đổ máu nó đi?
Bởi vậy nhiều khi những cái lập trường này kia là chúng ta phải hiểu rõ người nào làm được cho mình cái gì, đấu tranh, cái cách đấu tranh ra sao. Còn bây giờ tự nhiên nó mình đi vô hy sinh vote như vậy, trong khi tổng thống đứng ra nhận trọng nhiệm, đứng ra chịu mũi chịu xào này kia hết, thì tại sao mình không dựa vô chính phủ để mình đấu tranh cho đồng bào, dùng công pháp và luật pháp quốc tế để đấu tranh mà giải thể cái đảng Cộng sản? Thì đó là cái chuyện đứng đắn. Còn chuyện của mấy thằng chó này nó đi làm cái gì đó là cái chuyện cái dùng cái mỏ quạ của nó đi để hại người dân thôi, chứ làm được cái gì. Đó, ông Tôm nói tới đây, ông Tôm không nói tại hôm nay mình bị cái cọ đó. Nó ông Tôm giải thích như vậy đó, để cho tất cả đồng bào hãy thông minh. Không có một chính phủ không có giải thể được cái thằng đảng Cộng sản Việt Nam. Thằng đảng Cộng sản nó có tiền, cái tiền hút máu của người dân đó, nó mua mấy thằng này rất là rẻ. Mấy cái hám danh của mấy thằng này nó rẻ bèo, nó mua bất kể thằng nào. Chỉ có một chính phủ làm việc mấy chục năm nay chưa bao giờ kêu gọi người dân đóng góp một cái gì hết, chưa bao giờ có luôn. Mà cũng không bao giờ muốn người dân phải đứng lên chết chóc này kia nọ, không bao giờ có chuyện đó. Một cái chính phủ mà không hy sinh, mà phải để người dân hy sinh cho mình, cái đó chính phủ đó đâu có chính nghĩa. Bởi vậy tổng thống không bao giờ muốn dân tộc Việt Nam hy sinh nữa. Chính phủ tổng thống muốn là dân tộc Việt Nam giải thể cái thằng Cộng sản cho bộ hòa. Dù là cái thằng Cộng sản nó ác cũng phải cho những cái chính sách bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Thì đối với thằng Cộng sản mà chính phủ còn khoan hồng như vậy, thì đối với người dân Việt Nam thì tổng thống nhiều khi còn tôi không có lời nào để giải thích cái lòng của tổng thống đối với người dân Việt Nam. Còn tôi nói thiệt, còn tôi không có đủ chữ nghĩa mà để giải thích cái đó. Đối với người Cộng sản nó tàn độc như vậy đó, mà tổng thống còn cho nó một cái ân huệ là bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Vậy đối với dân tộc Việt Nam á, thì tôi không có lời mà để giải thích, không có tiếng Việt để giải thích cái lòng rộng lượng và bao la đối với tổng thống đối với dân tộc Việt Nam. Đó, thằng Tôn chỉ nói vậy thì tự chúng ta hiểu được. Còn tổng thống đã đem cái trưng cầu dân ý đó để đặt lên trên tay chúng ta. Đây là cái bước tiến trình đầu tiên của dân chủ mà mình đấu tranh, mình muốn dân chủ, muốn này muốn kia trong mấy chục năm nay. Đây là cái đầu tiên. Còn mình không làm, mình nhát, mình không làm, mình này kia, mình sợ thôi, mình sợ cái bóng ma thôi. Trong khi chính phủ đã làm hết tất cả, đem luôn cả Liên Hiệp Quốc, đem luôn cả đồng minh mình tới tận trong cái căn nhà, tặng cái chân trong cái nhà của thằng Cộng sản mà đang cai trị này kia, không? Để mắt này kia nọ nó tới, không? Đó, bởi vậy á, dân tộc Việt Nam á, biết là tổng thống làm vì mình, không bao giờ muốn cái sự chết chóc đó xảy ra với đồng bào đó, phải không? Có những cái luật rất là nặng nề sẽ đặt lên trên các con người Cộng sản. Nếu mà anh hại người dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, khi tôi lên nắm quyền, khi chính phủ lên nắm quyền, những cái tội của anh là tội trọng hình, từ xử bắn tới tù chung thân, thì cứ để cho con người Việt Nam đó, những để cho những thằng Cộng sản nó ngoan cố, để nó làm đi, rồi nó sẽ biết. Vì cái tiến trình này, Hồng Tôn nói, nó đã tới gần tới đích rồi. Nó trong nay mai, nó đếm từng ngày. Qua cái trưng cầu dân ý, mình phải đẩy mạnh cái trưng cầu dân ý, chỉ cần 5 triệu phiếu thôi, tự do dân chủ sẽ tới với đất nước Việt Nam mình. Bao nhiêu cái chờ đợi đó, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu dân đồng bào nghèo mình đang chờ tổng thống cứu, đang chờ chính phủ cứu này kia nọ đó. Mình hãy đẩy mạnh trong cái trưng cầu dân ý đó, mình đạt được 5 triệu phiếu đó. Khi mà mình đạt 5 triệu phiếu rồi mà một năm trôi qua mà không làm được cái gì, lúc đó đó mình mới hỏi là chính phủ đã đạt được 5 triệu phiếu rồi mà một năm trôi qua rồi, tại sao không có cái gì như chính phủ hứa? Lúc đó mình hẳn nói, phải không? Còn bây giờ mình chưa đạt được cái chính phủ yêu cầu mà mình đừng có hỏi gì hết đây. Mình cứ đẩy mạnh mình đạt được 5 triệu phiếu đi. Vì cái đó là cái tự do dân chủ, không? Biết cái tiến trình đầu tiên của tự do dân chủ, của tự do và dân chủ. Dân chủ là mình phải tự mình làm chủ mình bằng cái trưng cầu dân ý. Mình thích hay không là mình phải dùng cái dân chủ đó để mình quyết định qua cái trưng cầu dân ý đó. Đó, Hồng Tôn giải thích như vậy, chứ không phải là đi theo mấy cái mỏ chó của mấy thằng này mà làm được cái gì. Mấy thằng mỏ quạ chẳng làm gì cho được cho dân đồng bào trong nước hết. Đó, như Hồng Tôm nói đó, chính phủ đấu tranh không phải cho những cái thằng ở nước ngoài, không phải cho Hồng Tôm, không phải cho anh ông Tà, không phải cho những cái vị ở nước ngoài. Tổng thống đấu tranh là cho dân tộc Việt Nam ở quốc nội. Ở quốc nội.
Đó. Nên tất cả những gì tổng thống làm là cho đồng bào mình trong nước hết. Còn những cái thằng này, những thằng mà đấu đá người kia vào đây, nó toàn là vì danh lợi. Trong hình thức đó, nó đều hút những cái nguồn máu đó là từ cái thằng cộng sản nó đưa ra đó. Nó đơn giản vậy thôi. Và nó lợi dụng luôn những cái con người mà thù ghét cộng sản, mà không có lập trường, giống như cái đầu rối tối mù này kia nọ, đi theo nó, đóng tiền cho nó này kia, để nó hại nước hại dân nó thêm một lần nữa. Cũng giống như bao nhiêu người á, phong mà đóng tiền cho cái mặt trận Hoàng Cơ Minh á, phong 10.000 người đó, đóng biết bao nhiêu tiền trong biết bao nhiêu năm, phong, và nó hại 200 người đó, thần phần bị bắn vì muỗng đường, vì muỗng muối này kia nọ đó. Khốn nạn như vậy thì những cái người mà không có lập trường mà góp tiền vô đó, là cái tội của mình là cũng là cái tội mà góp công á, cho mấy cái thằng khốn nạn nó đi làm mấy cái chuyện mất dạy. Tôi nói như vậy để cho những cái người mà còn đóng tiền cho Việt Tân này kia mà đi hại người này kia nọ thì coi như làm như thế nào. Và những cái người nằm xuống đó thì ra sao ở trong cái rừng Thái Lan biên giới này kia hồi xưa nữa. Bởi vì mình đấu tranh, mình phải có lập trường, mình phải có này cái kia. Còn mình đấu tranh mà mình không biết đường lối, không có chính sách, không này không kia đó, mình đi theo những cái người mà họ cũng chẳng có đường lối này kia, cuối cùng rồi là toàn hại người hết chứ chẳng giúp được người. Thì bây giờ mình coi đó, một cái thời gian 40 mấy năm, đó đâu phải là ngắn đâu, nó dài mà. 40 mấy năm làm được cái gì trong những cái công cuộc đấu tranh đó? Từ thằng Việt Tân là cái thằng ăn tàn phá hoại mà giết nhiều nhất, phải không? Nhà báo nó không theo nó dứt liền. 200 người nó phô lên là 10.000 người, đóng góp cho 10.000 miệng ăn, trong khi nó có 200 người, mà 200 người nó không cho ăn nữa. Người ta thèm từng muốn muối, miếng đường, mà đó là người ta đã chạy khỏi Việt Nam rồi đó, người ta vô chạy tị nạn đó, những cái anh vô chạy tị nạn này kia rồi đó, phải không? Là được đi tự do này kia, nhưng vì lòng yêu nước á, phải không? Đó, lòng yêu nước phải đi theo mấy thằng khốn nạn đó, và cuối cùng là bị nó hại, phải không? Những cái người đó có đáng chết không? Đâu có đâu, người ta đâu có đáng chết. Bởi vậy cái thằng Hoàng Cơ Minh nó không chết chứ nó mà không chết đó là cũng moi nó ra mà muốn lột da nó luôn. Thằng Tôn nói thiệt, mẹ bà nó. Thằng Tôn nói vậy cho dân tộc Việt Nam hiểu là đấu tranh phải có đường lối. Còn những cái việc này, những cái con người này làm, Hoàng Tôn chỉ lôi lên đây, Hoàng Tôn chỉ phân tích về cái lập trường này kia của những người này thôi. Những người này là những người đã hai thứ tóc mà làm những cái việc là ăn đằng sống, nói đằng gió, có nói không, không nói có, phải không? Nhổ ra, tự mình nhổ ra rồi tự mình đi tìm, liếm lại hết. Đó. Những cái con người này đấu tranh được cái gì cho dân tộc Việt Nam? Có chừng nó nhổ vô mặt mình, xong rồi đi tìm nó liếm lại nữa đó. Thằng Tôn nói như vậy cho biết, nó nhổ ra là còn dơ mặt mình rồi, nó phải đi tìm nó liếm lại, nó dơ thêm lần nữa đó. Nếu mà cái lập trường mà không vững là bị mấy thằng khốn nạn này dẫn đi vòng vòng. Đó, thằng Tôn nói vậy là mình nghe một bài nhạc nữa mình chia tay thôi thằng Tôn. Cái cổ họng cũng không có được good. Mình nghe bài Nối Nhịp Trùng Dương. Đó, Hoàng Tôn mong là quý quý vị chú bác và quý chị em hãy share ra cho đồng bào trong nước á. Vì cái việc chỉ trưng cầu dân ý, chỉ có một con đường cho đồng bào trong nước thôi, là bám lấy về cái việc mà tự do dân chủ và hưởng được những cái quyền lợi mà Tổng thống đã đấu tranh mấy chục năm nay. Hoàng Tôn không có đánh đá đâu, Hoàng Tôn bức xúc mà. Mấy thằng này á, Hoàng Tôn mà nói vậy á, ở ngoài đời mà gặp mấy thằng này chắc Hoàng Tôn là cho nó ăn, cho nó là phù mỏ. Từ đó dâng cao, cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương, thân em gầy bóng nắng. Nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân, ôi trùng khơi rừng rừng
cuộn sóng. Núi rừng ơi, ấp đâu nỗi hờn. Ngày tự do, quê hương mòn mỏi ngóng. Trong lòng người, đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau, đôi vai đồng hợp nhất. Dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em, ta chung cùng nhịp thở. Ngày quê hương, dân Việt hết đau thương. Kính chúc quý cô dì chú bác và quý anh chị em một đêm ngủ bình an, và chúng ta chia tay và chúng ta hẹn gặp lại. Thank you.